Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thập. Tập 305 chương 3041, Ngư Dân, 1. Khương Vọng sau khi một kiếm định tiền đường, đã đạp gió rời khỏi, để lại Văn Cảnh Tú đứng như trời trồng trên bờ đê, lặng yên không tiếng động, không biết nên giữ dáng vẻ của một quốc quân Việt quốc thế nào. Cùng với một luồng kiếm khí đột nhiên bay lên trời cao, kéo theo cái đuôi dài như sao chổi, phá vỡ bầu trời mênh mông của Việt quốc. Tiếng Bạch Ngọc Hà vang vang, đông ra, ta vẫn còn ở trong tù. Tiếng kêu thê lương, tiêu điều như cuối thu. Văn Cảnh Tú cúi đầu nhìn Biện Lương, thủ lĩnh Việt Giáp lập tức xoay người bay nhanh, chạy thẳng tới hội kê, ngay cả quân đội cũng không kịp điều động, từ xa ở ngoài thành đã bắt đầu hô to, thả người, mau mau thả người. Bệ hạ chỉ muốn giúp hắn tĩnh dưỡng, ai cho phép các ngươi giam Bạch đại nhân thế hả? Hắn là trụ cột quốc gia, cột trụ của tiền đường, sao các ngươi dám làm thế? Với tư thế như xung phong xông vào trận địch, một đường vọt vào thiên lao, không kịp đợi ngục tốt mở khóa, một quyền đập vỡ cửa phòng giam, rồi bước vào giữa đống vụn gỗ bay tán loạn. Bạch đại nhân, thật đã làm ngươi thiệt thòi. Hắn đưa tay ra nắm lấy tay Bạch Ngọc Hà. Ai? Bạch Ngọc Hà giơ kiếm chắn ngang, chặn Biện Lương lại. Cái quốc gia tàn này của các ngươi quá xui xẻo, cả đời ta phúc duyên sâu dày mà nhiều lần lật thuyền trong mương của các ngươi. Bà nội nó, Đông gia nhất định tức giận lắm, trở về nhất định sẽ điều tra. Mấy ca xích ra xa chút, đừng có dính xui xẻo trên người lên người ta. Nói xong, tự mình đi ra, nghênh ngang rời khỏi. Từ đây không còn Lang gia Bạch thị quý công tử, chỉ có Bạch trưởng quỹ Tinh Nguyệt Nguyên không lừa già dối trẻ. Văn Cảnh Tú luôn có cảm giác sẽ có một kiếm chém vào mình. Không phải sau khi Khương Vọng bình định tiền đường, sẽ thuận tay diệt cả ông ta luôn sao? Thì cũng là sau khi Bạch Ngọc Hà thoát khốn, sẽ nhớn nhác đâm ông ta một kiếm. Nhưng không có gì cả. Bạch Ngọc Hà bỏ đi, không hề quay đầu lại. Khương Vọng thì ngay cả một cái bóng cũng không để lại. Ông ta đứng từ xa, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Bạch Ngọc Hà, không biết tại sao chợt nhớ đến mùa hè năm đạo lịch 3919. Khi đó, ông ta chính là ở bờ sông Tiền Đường, ủng hộ cách phỉ, Bạch Ngọc Hà. Lúc thiên hạ nhìn chăm chú vào Hoàng Hà chi hội, chính là khi Long Hổ phong vân. Khi đó ông ta đã dưới một ly rượu xuống Tiền Đường, phong khoáng nói, hôm nay uống tặng thiên hạ, trước chúc mừng thiên kiêu. Cách phỉ và Bạch Ngọc Hà vào lúc đó, một người kỳ, một người tuấn, tuy xuất thân từ nước nhỏ, nhưng nhiệt huyết sôi sục vạn dặm, thật là anh hùng thiếu niên, ý khí dâng cao. Thời điểm đó, ông ta cũng tráng trí đầy lòng, tự nhận sẽ đưa Việt quốc đến một tương lai chưa từng có. Ông ta đã ẩn nhẫn rất nhiều năm, nhịn rất nhiều khổ sở, cũng nên bỗng nhiên nổi tiếng, cũng nên đến lúc cực khổ đã qua. Lịch sử đều là diễn ra như thế, không phải sao? Lịch sử trong thực tế thì ra tàn nhẫn hơn lịch sử ở trong sách. Có lẽ ông ta sẽ được viết một đoạn trong lịch sử, nhưng tất nhiên sẽ là kẻ vô cùng ngu xuẩn, còn không thì là quân vương mất nước. Tất cả những thử nghiệm của ông ta đều thất bại, tất cả mọi cố gắng đều đi lạc mục đích ban đầu. Lúc này ông ta đứng trên bờ đê sông Tiền Đường, tách biệt với quân dân. Ông ta hiểu, tất cả đã kết thúc. Ông ta nghĩ, ngày cao sư ra đi, lúc người ấy đứng ở nơi này, suy nghĩ cuối cùng là cái gì? Thống khổ không? Hay vẫn vô cùng bình tĩnh? Cảm nhận gió sông quất vào mặt, ngắm nhìn ý thu ở núi xa, ông ta siết chặt quyển trục màu vàng rút ra từ trong ngực áo. Thái Tông lưu lại bản di chiếu này là để dùng khi xã tắc tan vỡ, hắn đọc được hay không đều không ảnh hưởng quá lớn. Nhưng chắc cố gắng vụng về của hắn đã được Thái Tông nghe thấy, nên từ trong lịch sử, độ lại cho ông ta dư âm. Ông ta đã đọc rồi, ông ta muốn làm chút gì đó, cũng đã chuẩn bị xong để làm, nhưng khi chuyện tới ập lên đầu, lại không dám làm gì. Thật sự buồn cười. Thân là người đứng đầu vạn dặm núi sông, quân vương của Việt quốc ngàn năm, ông ta lại sợ. Sợ mình vẫn tiếp tục ngu xuẩn, sợ mình một lần nữa lộng khéo thành vụng, lại làm sai. Bây giờ có còn ai kiên nhẫn dạy ông ta sửa lại nữa đâu. Ông ta nhìn về phía sông Tiền Đường, trên mặt sông có ngư dân. Người này râu ngắn, ánh mắt tang thương, đầu đội nón lá, người mặc áo tơi, lưng dắt chĩa cá, tay cầm một cây trúc dài, chân đạp bè trúc. Cắm sao trúc đẩy thuyền, cứ thế mà tới. Văn Cảnh Tú biết đây là người ông ta đang đợi. Hoặc nói đúng hơn, đây là người Việt quốc đã đợi rất nhiều năm,
rất nhiều năm mà chưa chờ được. Không phải người này không muốn tới, càng không phải vì Việt Quốc không muốn người này tới, mà vì người ta không có được cơ hội để tới. Bây giờ cũng không thể nói là cơ hội đã tới, mà là đây là lựa chọn cuối cùng của Việt Quốc. Ngư dân chống bè Trúc tới gần, cẩn thận nhìn Văn Cảnh Tú một hồi lâu, mới nói với giọng thổn thức, không ngờ lần trở lại nơi này, đã là sau nhiều năm như vậy. Có lúc ta còn không nhớ nổi, mình ra đời ở nơi nào. Quốc gia này không giữ lại ký ức đặc biệt gì cho ngươi cả. Văn Cảnh Tú đáp, bởi vì mọi dấu tích cố tình để lại, đều không thể thoát khỏi ánh mắt của đại vu. Ngư dân nghiêm túc nói, nhưng tiền đường đại triều luôn cuộn trào ở trong lòng ta. Lý Mão, Văn Cảnh Tú nhìn ngư dân. Ngư dân đặt tay lên ngực, cúi đầu thi lễ, bệ hạ. Người hộ đạo của Bình Đẳng Quốc, Lý Mão trong Triệu Tiền Tôn Lý. Ngươi không cần gọi ta là bệ hạ. Từ ngày hôm nay, Việt Quốc không có đế thất. Ta lấy danh nghĩa quốc vương cuối cùng của Việt Quốc, phế bỏ tất cả vinh quyền của Hoàng thất họ Văn, hủy bỏ thế gia cuối cùng cũng là lớn nhất của Việt Quốc. Văn Cảnh Tú nói, ta đã thành lập Su Mật Viện, sau này triều chính đại sự, tất cả đều sẽ do Su Mật Viện quyết, 9 vị Su Mật Sứ sẽ cùng giám sát trị quốc. Quan viên trong triều cũng từ quan hết. Việt Quốc không còn quý tộc, từ nay về sau, họ Văn cũng giống như họ Cách họ Bạch, tất cả người Việt Quốc đều sinh ra cùng một vạch xuất phát. Lý Mão, ông ta nhìn thẳng vào mắt ngư dân, đây là sự bình đẳng mà các ngươi muốn phải không? Lý Mão bây giờ là người Bình Đẳng Quốc, ôm lý tưởng ngang hàng bình đẳng. Nhưng ngư dân lắc đầu, một Việt Quốc như vậy dù vẫn còn tồn tại, thì cũng không phải tồn tại vì sự bình đẳng ngang hàng. Ngang hàng không phải một câu khẩu hiệu, không phải một lý tưởng vớ vẩn, ngang hàng là một loại sức mạnh. Nguyên nhân ngai vàng Việt Quốc truyền được biết bao đời, cho tới bây giờ chỉ vì hai chữ, cân bằng. Cái này không liên quan người Việt Quốc có cần cù dũng cảm hay không, cũng không liên quan Việt Quốc có được mấy đời minh quân, mấy đời hiền thần. Là do mục đích kiềm chế và duy trì của các thế lực Nam vực, Việt Quốc mới có thể tồn tại ngay bên cạnh Mãnh Hổ, Thái Miếu hương khói không ngừng. Nếu quốc gia này không phải vì sự ngang hàng mà tồn tại, vậy thì sự ngang hàng chân chính đương nhiên là không cần nhắc tới nữa. Không có năng lực tự vệ, không phải nhờ vào sức mạnh của bản thân để duy trì sự ngang hàng này. Thế nên dù Tân Chính có được thực hiện hoàn toàn triệt để, quốc gia mới công bằng tới cỡ nào thì cũng là nước không nguồn, cây không rễ. Văn Cảnh Tú nghe hiểu rồi. Ông ta lắc đầu, rõ ràng là rất tỉnh táo, nhưng vẫn không nhịn được hỏi, ngươi ở bên ngoài nhiều năm, tầm mắt rộng lớn. Ngươi nói Việt Quốc bây giờ có thể thu hút vị kia trở lại được không? Lý Mão rời khỏi cố quốc, đứng một bên nhìn đất nước hưng suy, nhìn Việt Quốc từng bước một đi tới hôm nay, trong lòng vô cùng phức tạp. Hắn cũng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ buông ra một câu than, dù có như thế nào, Việt Quốc sau này cũng không còn quan hệ gì với bệ hạ và hoàng thất họ Văn. Văn Cảnh Tú khổ sở, đi tới hôm nay, trong lòng ta đã sớm không tồn tại xã tắc họ Văn. Ta chỉ hy vọng người Việt Quốc không còn thua kém người ta nữa. Cao sư không chỉ một lần nói với ông ta, phải hiểu rằng mình không thể ra sức, phải hiểu rằng kết cục của Việt Quốc là tối tăm, dù có làm gì cũng không thay đổi được. Nhưng lại vẫn cứ cố suy nghĩ có nên làm chút gì đó. Nhưng hình như mãi đến hôm nay, ông ta mới thật sự hiểu được những lời này. Người dạy người, dạy hoài không hiểu. Chuyện dạy người, một lần là đủ rồi. Mà, cũng không còn cơ hội có lần thứ hai nữa. Văn Cảnh Tú giang tay ra, đối mặt với sông Tiền Đường, như muốn ôm lấy nó. Cuối cùng ông ta nhắm mắt lại, trong giọng nói vẫn mang theo tia mong đợi, thế giới này sẽ trở nên tốt hơn phải không? Oạp oạp oạp, gió thổi nước vỗ bờ. Một cây sào trúc dài, xiên xiên xuyên qua cổ ông ta. Người cầm sào đáp, sẽ không xấu hơn được. Chương 3042, ngư dân, 2. Đạo khu Văn Cảnh Tú bắt đầu sụp xuống, thiên tử long khí trên người ông ta, tuân theo ý chí sau cùng của ông ấy, nhìn về phía Lý Mão. Thiên tử long khí hóa thành hai con rồng nhỏ, một vàng một đen, con vàng đại diện cho sự cao quý vô thượng, con đen tượng trưng cho nỗi bi ai mất nước. Hai con rồng bay lên, rồi mỗi con một hướng, chui vào hai con mắt Lý Mão. Đôi mắt vốn bi thương lúc này trở thành như rồng ẩn vực sâu. Lúc Văn Cảnh Tú buông tay, quyển trục màu vàng ông ta nắm chặt trong tay rơi xuống tiền đường. Trước khi nó chạm vào mặt nước, bị bàn tay sần sùi của Lý Mão chụp lấy. Đó là một bàn tay đầy khắc khổ, đầy vết khắc của năm tháng, trên mặt sông Tiền Đường, từ từ mở quyển trục ra. Ngư dân Bình Đẳng Quốc Lý Mão, người đã trải qua vô số phong sương, một tay nắm cây sào, trong mắt có rồng lưu động, khí tức trên người không ngừng nhảy vọt. Đột nhiên bật khóc, gió thổi vào lớp tơ vàng,
như lá vàng phiêu động. Trên quyển trục, không có lấy một câu mở đầu dư thừa, chỉ có hai chữ: Bà Lỗ. Thiên tài nổi danh nhất lịch sử Việt Quốc, nhân vật thiên kiêu được đặc biệt tô đậm trong sách sử. Bà Lỗ rất mạnh, nhưng không mang lại lợi ích gì cho đất nước. Việt lược: Bà Lỗ bỏ trốn khỏi đất nước, Thái Tông giết Bà Lỗ, cực kỳ bi thương. Việt thư: Trong đoạn kính chiếu dòng sông lịch sử Việt Quốc, Khương Vọng đã gặp rất nhiều nhân vật phong lưu Việt Quốc. Có người chung người không, trong sách sử được xác định khác nhau, nhưng trong lưu ảnh sau cùng trong đoạn kính chiếu này, họ đều vì Việt Quốc mà chiến. Chỉ có một mình kẻ vô cùng nổi danh Bà Lỗ này, người được đưa vào Nịnh Thần chuyện này, Khương Vọng chưa nhìn thấy. Bà Lỗ sống vào năm đạo lịch 2420, chính là cuối thời Việt Thái Tổ Văn Uyên chấp chính. Năm đạo lịch 2433, Việt Thái Tổ Văn Uyên khai sáng xã Tắc, đồng thời chấp chưởng Việt Quốc suốt 98 năm. Chính thức thoái vị, Tam Hoàng tử Văn Trung ngồi lên Long ỷ, xưng là Việt Thái Tông. Hai năm sau, cũng chính là năm đạo lịch 2435, Văn Uyên bỏ mình, trước khi chết còn cố ý nhằm vào Bá Lỗ, lưu lại câu đánh giá không thể ích nước kia. Có người nói đây là sự minh mẫn của Văn Uyên, có người nói chính vì câu đánh giá này đã tạo nên hiềm khích giữa Bá Lỗ và Việt Quốc. Đạo lịch năm 2458, Bá Lỗ 38 tuổi trốn tránh tới Yến Quốc, cùng năm dẫn quân cùng Việt Quốc tranh phong. Đạo lịch năm 2460, Văn Trung giết Bá Lỗ. Những điều này đều được ghi trong lịch sử, có thể nói là một chương có thật. Nhưng sách sử là do người viết, là người thì sẽ phạm sai lầm. Dù có dốc hết tâm huyết, toàn ý cầu sự thật đến mức nào, cũng nhất định sẽ có những chỗ viết theo ý mình hoặc viết sai. Không hạn chế bởi tầm nhìn thì cũng bị hạn chế bởi kiến thức, bị người ta lừa gạt, cũng có khi là hoảng thần. Bà Lỗ chính là một viết sai cố ý trong Việt thư. Hắn ta chưa bao giờ thật sự chết đi. Nước Nam Trần cạnh Việt Quốc, xưa nay lúc nào cũng bò lổm ngổm ngay trước nanh vuốt của nước Sở. Văn Trung từ rất sớm đã nhận ra mình bị sinh muộn quá nhiều năm. Nước Sở đã là cây đại thụ chọc trời, cướp sạch chất dinh dưỡng của Nam Vực, không bao giờ cho phép Việt Quốc bên cạnh mình lớn lên. Làm một cây dây leo, một cây cỏ dại thì sẽ có không gian sinh tồn. Nhưng muốn tích lũy dinh dưỡng, tranh giành ánh sáng, vậy nhất định sẽ bị bóp chết. Việt Quốc không có tương lai. Tuy Bá Lỗ có tài ngút trời, nhưng cũng không có cửa trở thành tuyệt đỉnh. Giống như Văn Trung, rõ ràng có năng lực chứng đạo, thế nhưng lại không chứng được. Phong cảnh tuyệt đỉnh của nhân gian chính là đoạn đầu đài của người Việt Quốc. Nên mới có chương viết về Bá Lỗ đầu Yến, nên mới có vở Tuồng Thiên Tử Ngư Phục, họa thủy giết Bá Lỗ. Ngư Phục, đọc giống với ngư dân. Bá Lỗ chết vì họa thủy, Lý Mão hóa thành ngư dân. Hắn cũng giống một con cá, trở về biển khơi, ẩn mình trong đó. Theo kế hoạch ban đầu của Văn Trung là để Bá Lỗ rời khỏi đất nước, ra ngoài thành tựu chân quân. Còn mình ở lại xây dựng cơ sở cho quốc gia cường thịnh, sau khi thoái vị sẽ trở về, củng cố đạo lộ, chờ đợi thời cơ, gọi chân quân Bá Lỗ về Việt. Bản thân cũng một phát thành tựu tuyệt đỉnh. Như vậy, Việt Quốc sẽ thành một nước có hai chân quân, quốc thế đủ khả năng giúp quốc vương mới thành chân quân. Ba diễn đạo cùng một nước, Việt Quốc sẽ trở nên độc lập, có giá trị đầu tư cao hơn, có đủ khả năng khiến nhóm thế lực Thư Sơn bỏ nhiều tiền cược vào hơn, có thể đứng thẳng đối diện với nước Sở, đồng thời phát triển về hướng Đông, mưu cầu thành tựu trở thành phách quốc thứ hai của Nam Vực. Đáng tiếc Văn Trung không chờ được ngày Bá Lỗ thành tựu chân quân thì đã bị người Sở bóp chết. Có chủ mưu nhiều hơn nữa, cũng đành phải chôn ở trong bụng. Có vẽ ra kế hoạch hùng vĩ hơn nữa, cũng chỉ là một tờ giấy vụn. Trương Hoa Tín Đạo như một tấm lưới lớn, siết người Việt Quốc không thở nổi. Gia Cát Nghĩa Tiên chỉ tình cờ quăng qua một cái liếc, cũng đủ làm lật núi lật sông. Dưới sự áp chế sức mạnh tuyệt đối, đứng trước sự chênh lệch thực lực khủng bố như thế, có tìm ra bao nhiêu cách cũng không tránh khỏi trở thành trò cười. Sông Tiền Đường mênh mông, trống trải an tĩnh làm lòng người hoảng hốt. Thôn Thiên cuốn đất ban nãy, cứ như một trận huyễn mộng. Giống như giấc mộng đẹp đã tan biến của bao nhiêu người Việt Quốc những năm qua. Đạo khu của Văn Cảnh Tú đã không còn nữa, quà tặng của ông ta nằm trong mắt Lý Mão. Một chiếc bè trúc, cắt dòng trôi đi. Lý Mão chân không đứng trên bè trúc, hai bàn chân vừa ngăm đen vừa sần sùi, không ngừng thối rữa rồi lại không ngừng lành lại, tạo thành lớp mày, khí tức vẫn không ngừng tăng lên. Cũng đứng trên mặt sông giống hắn lúc này, chỉ có Việt Quốc Thủy Sư Đô Đốc Chu Tư Huấn, cũng là su mật sứ cuối cùng được Văn Cảnh Tú bổ nhiệm trong 9 su mật sứ. Ta vẫn không sao dám tin, Chu Tư Huấn nói. Mũ giáp che khuất nét mặt, không ai nhìn ra được sự bi thiết của hắn. Không dám tin cái gì? Lý Mão hỏi. Chu Tư Huấn, Bá Lỗ đã chết rất nhiều năm.
Dù năm đó hắn không chết, thì tới bây giờ cũng đã 1508 tuổi, vượt xa thọ hạn của một chân nhân. Lý Mão ngước mắt lên, ai nói ta là chân nhân? Chu Tư Huấn từ từ nói, ngươi cũng không phải là diễn đạo. Lý Mão cúi đầu nhìn tay mình, bàn tay to thô kệch, như minh chứng cho cả đoạn đường lận đận. Suốt thời gian rất dài ấy, hắn đúng là không thể thành diễn đạo. Hắn là thiên kiêu có thiên phú tu hành cao nhất trong lịch sử Việt Quốc, 37 tuổi đã thành động chân. Hắn tiếp nhận kỳ vọng to lớn của Văn Trung, được cả nước Việt Quốc phụng dưỡng, nhưng phải vờ đi đầu Yến, vút qua thời huy hoàng cuối cùng của Yến quốc lúc hoàng hôn. Hắn thật sự rất muốn bước lên tuyệt đỉnh, hết sức cố gắng thật nhanh, hết sức cố gắng thật mạnh. Nhưng hắn không làm được, càng nóng lòng thì cứ càng bị thiếu. Khoảng cách một bước còn lại đó, qua thời gian diễn hóa thành tâm ma, trở thành lạch trời vĩnh viễn. Hắn càng không muốn làm Văn Trung thất vọng, thì càng không đi tới được bờ bên kia. Khi tin Văn Trung mất mạng truyền tới, hắn lần nữa tan vỡ hộc máu, tẩu hỏa nhập ma, suýt nữa đạo tiêu mà chết. Chết theo quân, nhưng đến giây phút quyết định cuối cùng, lại chuyển thành quỷ tu, bắt đầu lại từ đầu. Hắn không thể so với những người có tích lũy sâu dày, không thể so với những người đã có chuẩn bị từ trước. Trước khi chuyển thành quỷ tu, hắn chẳng biết gì về quỷ đạo. Đây rõ ràng không phải là con đường dễ đi. Người chết mới thành quỷ. Không nhắm mắt không khuất phục, lại có thiên thời địa lợi, mới thành được quỷ tu. Từ xưa tới nay, đây là lựa chọn khi đã rơi vào tuyệt cảnh, là con đường dành cho những người đã không còn đường nào để đi, phải tự đạp lên cành gai giữa khốn khổ khó khăn để đi. Hắn cũng rất thống khổ mới đi được tới bây giờ. Bởi vì sinh ra ở Việt Quốc, bởi vì trải qua nhiều như vậy, tự mình cảm nhận được sự bất công giữa quốc gia với quốc gia, nên mới quyết định gia nhập Bình Đẳng Quốc. Lập chí xóa sạch sự bất công này, để người Việt Quốc, để người của bất kỳ quốc gia nào, cũng sinh cùng vạch khởi đầu, không bị thua kém người. Lời cuối cùng của Văn Cảnh Tú chính là sở cầu cả đời của hắn. Ta là chân quỷ. Lý Mão nói, còn gọi là thiên quỷ. Hai con tiểu long ở trong mắt đã hoàn toàn hóa vào biển sâu, diễn biến thành ngọn lửa màu vàng và ngọn lửa màu đen. Áo tơi trên người cũng cháy thành đạo phục màu đen. Sau này gặp lại, tiền đường. Hắn nhún người bay lên, vọt về hướng nam. Các bạn đang nghe truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.top. Chương 3043, hành thủy thì kiệt, hành thảo thì chết. 1. Phía sau Cửu Hoàng, cường giả các phương ngoài sáng trong tối đều tản đi. Chỉ một Lý Quốc nho nhỏ, có to lớn được đi đâu. Cách Phỉ quỳ trên đường, ôm mặt khóc không ngừng, nhưng không ai để ý. Người có thể ảnh hưởng tới hắn thì lười can thiệp, người không ảnh hưởng được đến hắn thì không dám xen vào. Tiếng khóc nghẹn ngào vang mãi không dứt, trời dài không thu, đổ mưa không nghỉ. Trong một tích tắc nào đó, Cách Phỉ đột nhiên cảm thấy rất lạnh. Hắn chậm rãi bỏ tay ra, đáng thương như một cành cây khô héo. Trên mặt đất nước đọng có mấy đốm đỏ hồng, là huyết lệ hắn nhỏ xuống. Hắn cố gắng chớp mắt, nhìn thấy bóng ngược từ mặt nước đọng dưới đất. Là một nam nhân thân hình cao lớn, trông rất hùng tráng, mặt mũi như quang như lửa, không thể nhìn thẳng. Cách Phỉ đột ngột đứng dậy, muốn chạy đi, nhưng trong nháy mắt mất đi sức lực. Hắn kinh hãi ngửa đầu, thấy một bàn tay không ngừng đè xuống. Xung quanh bàn tay như là vũ trụ, còn lòng bàn tay là núi sông trùng điệp mênh mông. Người đi trên đường, chỉ nhìn thấy đạo khu của Cách Phỉ chân nhân cùng hung cực ác đột nhiên bị ấn xuống cuộn lại, như bị một bàn tay vô hình xoa nắn. Rắc, xương cốt kêu vang. Ồ ồ, huyết dịch tuôn ra. Dưới những ánh mắt kinh hãi, Cách Phỉ ngửa đầu. Ngũ quan xấu xí, trở nên càng thêm xấu xí, sống mũi nhô lên cao, lỗ mũi không ngừng bành ra, môi lật ra ngoài. Trên đầu mọc lên hai cục u, từ trong mọc ra hai cái sừng cong có hoa văn. Hắn cúi quỳ dưới đất, thân hình cũng không ngừng phồng to, nho sam trên người rách tung, hiện ra làn da với gân xanh nổi vòng chằng chịt, hai tay hai chân biến thành bốn cái chân trâu, chống đỡ cơ thể to lớn. Sau lưng mọc một cái đuôi dài có vảy như đuôi rắn. Hắn trợn to đôi mắt trâu, trong mắt đầy kinh hoàng, không cam lòng và sợ hãi. Hắn chỉ có thể bày tỏ mấy cảm xúc này vì hắn không điều động được sức lực, không ngăn cản được cơ thể biến hóa. Ẩn tướng đỉnh Cách Phỉ là một chân nhân. Vậy mà một chân nhân vào thời khắc này lại sờ sờ biến thành một con quái vật sơn hải và không phải là trúc cửu âm. Đây là thủ đoạn kinh khủng bực nào. Trông như trâu, đầu màu trắng, có đuôi rắn, có tên là Phỉ. Hành thủy thì kiệt, hành thảo thì chết, nhìn thấy chính là thiên hạ đại dịch. Sơn hải dị thú chí, Cách Phỉ hóa thành loài thú mang tới tai ương trong truyền thuyết. Cách Dự trước khi chết đã nói, Cách Phỉ chính là phỉ của Cách Thị.
Đó là một lời lẽ rất ác độc, nhưng nhất định lúc nói ra câu ấy, Cách Dự không bao giờ nghĩ một lời này thành sấm. Hôm nay Cách Phỉ đã thật sự biến thành phỉ. Họa của tai thú và phúc của Tường Phượng ngay lúc này hiện ra đối lập rõ ràng. Dân chúng bình thường, nhờ vậy mà không gặp phải tai ách. Nhưng tai thú xuất hiện, nếu để nó ở lâu một nơi, sẽ khiến nơi ấy bị lây dính, đất cằn ngàn dặm. Phạm Vô Thuật đang ở trong hoàng cung thương lượng về Tân Chính, nhận được tin lập tức hỏa tốc chạy tới. Nhưng chỉ nhìn thấy một bàn tay, túm lấy con phỉ thú vẫn còn đang biến hóa kia vào trong lòng bàn tay. Phỉ phẫn hận thống khổ dãy giụa, thu dần thành một con phỉ nhỏ, lăn lộn trong lòng bàn tay kia. Ngay cả động tác tuyệt vọng gầm thét, tức giận dãy giụa, trông cũng vô cùng dễ thương. Đời người chính là như vậy, ngươi thống khổ hoàn toàn chẳng làm người ngoài đau nhột, người đứng xem chỉ thấy đó là chuyện vui xem. Phạm Vô Thuật cũng có chút cảm thương, nhưng chưa đến mức đồng cảm. Lúc hắn nhìn thấy bóng lưng cao lớn khắc sâu trong tâm trí kia, hắn cũng nghe thấy một giọng nói hùng hậu. Câu hỏi ta hỏi ngươi năm đó, bây giờ có đáp án chưa? Phạm Vô Thuật há miệng. Lại nghe thấy người kia nói tiếp, không cần trả lời ta, câu trả lời ở trong lòng ngươi. Nói câu này xong, người nọ nắm phỉ trong lòng bàn tay, biến mất. Để lại Phạm Vô Thuật đứng đó im lặng thật lâu. Câu hỏi năm đó là, chữ lý trong Lý Quốc là chữ lý nào? Người đặt câu hỏi này là Chiêu Vương, tam đại thủ lĩnh Bình Đẳng Quốc, Thánh Công, Thần Hiệp, Chiêu Vương. Chia ra đại diện cho công, nghĩa, lý. Ba chữ này là cơ sở của ngang hàng. Cửu hoàng xuất thế, thiên hạ gợn sóng hưng thịnh. Việt Quốc, Lý Quốc, Sở Quốc, Cự Thành, mặt sáng mặt tối, đâu đâu cũng có. Thế lực các nơi, cường giả các nhà, mỗi người đều có tâm tư của mình. Hoài Quốc công phủ hết sức yên bình. Khương Vọng đang ở đây ăn cơm tối. Trong thiện thính, chỉ có Hoài Quốc công Tả Hiêu, Ngọc Vận trưởng công chúa Hùng Tĩnh Dư, Tả Quang Thủ, Khuất Thuấn Hoa, Khương Vọng, đúng 5 người, thật sự là gia yến. Một kiếm định tiền đường xong, Khương Vọng đi thẳng tới nước Sở. Tả Gia Gia tự đến Việt Quốc cầu người, hắn không muốn để lão nhân gia chờ lâu. Dĩ nhiên cũng không quên báo cho phủ vệ quốc công một tiếng, cho họ biết chuyện đấu chiêu thất thủ ở A Tị Quỷ Quật. Thần tội đã điều quân lên đường, Tống Bồ Đề cũng hạ một đạo kim kiều xuống binh khư, tự đi tìm tên Tằng Tôn bất hiếu. Hoàng huynh đã hạ quyết tâm rồi. Hùng Tĩnh Dư múc một chén canh nhỏ, để xuống trước mặt Khuất Thuấn Hoa, thuận miệng nói, phụ thân, chuyện này người biết không? Khuất Thuấn Hoa cầm chén lên, cười ngọt ngào, để không ảnh hưởng trưởng bối nói chuyện, chỉ dùng khẩu hình nói, cám ơn nương. Tả Hiêu một tay bưng chén, một tay cầm đũa, cẩn thận nuốt cơm xong mới nói, vấn đề của nước Sở, không phải đến giờ mới xuất hiện, làm sao ta không biết? Vấn đề của nước Sở nằm ở đâu, tức quyết tâm của Sở Thiên Tử ở đó. Tất cả những quân vương có trí khắp thiên hạ, đều không ai không nhìn thấy vấn nạn của nước Sở. Nhưng bao nhiêu năm rắc rối đan xen, ngày càng phức tạp khó gỡ, chỉ cần đụng vào là sẽ thương cân động cốt. Đại Sở lập quốc gần 4.000 năm, đã xuất hiện bao nhiêu nhân vật tài ba mà vẫn không giải được khốn cục này, bởi vì tất cả mọi người đều là người trong cuộc, liên quan lẫn nhau như chân với tay. Chỉ có thể đứng nhìn nước Sở ngày càng phồn vinh, thiên hạ đạt tới đỉnh cao sáng rực thì càng dị dạng. Bây giờ chính là thời cơ tốt. Tả Quang Thủ lên tiếng, thần tiêu sắp tới, Phách Quốc sẽ không đánh ai. Nam Đầu Điện đã tiêu diệt, Việt Quốc cũng đã không còn uy hiếp, không còn sợ ai mang mình ra làm đao, Hoàng Duy Chân thành công trở về, sẽ bị đủ loại chuyện cũ quấn quanh. Cữu Cữu muốn thực hiện cải cách, không có lúc nào tốt hơn lúc này. Nói tới chính sự, Khuất Thuấn Hoa cũng trở nên nghiêm túc, lúc đầu ta vốn tưởng không có ta và Quang Thủ ủng hộ, Sở Dục Chi cất bước sẽ rất khó, rất nhanh sẽ phải dừng bước. Nhưng hắn không chỉ còn tồn tại với nước Sở, mà hắn và đồng nghĩa xã của hắn còn sống rất ngoan cường. Ngay lúc đó ta đã biết, nhất định có người âm thầm ủng hộ, bây giờ người này là ai đã rất rõ ràng. Câu khẩu hiệu mới nhất của đồng nghĩa xã là cái gì mà? Phú có thể kế tục, nhưng quý không thể truyền. Tình có thể kế tục, nhưng quyền không thể truyền, bản chất không phải là làm suy yếu thế gia. Hẳn đây là ý của thiên tử, đại diện cho cơ bản của Tân Chính lần này, vứt ra ném đá dò đường. Tả Quang Thủ rũ mắt, Cữu Cữu lấy danh nghĩa cá nhân đi hộ đạo cho Hoàng Duy Chân, thái độ đã rất rõ ràng. Nước Sở đã đến lúc nhất định phải thay đổi, Cữu Cữu có thể vì điều ấy mà bỏ ra tất cả. Khương Vọng nhất thời có chút ngồi không yên. Bữa ăn này tuy là gia yến, nhưng người ngồi đây đều là quyền quý cấp cao của nước Sở, trong lời toàn là về quốc chính của nước Sở, rất nhiều bí mật, hắn thật sự bất tiện khi được nghe quá nhiều. Tả Hiêu nhìn hắn, kéo cái cảm giác người ngoài của hắn vào trong cuộc, ngươi mới từ Việt Quốc trở lại,
cảm thấy tân chính của họ như thế nào. Khương Vọng kính cẩn để đũa xuống, lắc đầu, ta không có kinh nghiệm chủ trì chính vụ, đối với những thứ này một chữ cũng không biết. Thấy chính sách của ai cũng thấy là có lý, chọc vào ai cũng chọc phải xương. Nhưng thật bảo ta nói, ta không biết phải nói thế nào. Xưa nay, người đi chỉ điểm Giang Sơn rất nhiều, nhưng người biết mình không xứng chỉ điểm Giang Sơn thì rất ít. Tả Hiêu cười, cũng không miễn cưỡng, quay qua Khuất Thuấn Hoa, ra ra ngươi dạo này thế nào. Khuất Thuấn Hoa sững ra, nghĩ một lúc mới đáp, cùng giống thường ngày, còn tới Hoàng Lương Đài nấu ăn. Tả Hiêu thở dài, hay cho Khuất Tấn Quỳ hắn hưởng phúc. Cũng được, để cho ta cái đầu này. Tả Hiêu là người quả quyết, giơ tay lên lấy ra một tấm hổ phù màu đỏ thẫm, để lên bàn, Tĩnh Dư, phiền ngươi lại vào cung một chuyến, giao hổ phù này cho thiên tử. Quốc gia đã nuôi dưỡng Tả Thị 3.000 năm, Tả Thị sẽ lấy máu mình để giữ biên cương. Đại thế cổ kim khó gặp, để xích anh này hộ quốc. Giao cho quốc gia đi. Khương Vọng ngồi nghe mà trợn mắt hốc mồm. Hùng Tĩnh Dư giật mình. Chương 3044, hành thủy thì kiệt, hành thảo thì chết. 2. Dạo này bà rất đau khổ. Một bên là huynh trưởng, là nhà mẹ, là đại sở hoàng thất, một bên là nhi tử của mình. Bà đã hy sinh chồng, con vì cơ nghiệp, cả hoài quốc công phủ này, sau này đều là của nhi tử. Quốc gia cần cải cách, hoàng đế muốn gọt thế gia, khiến bà lâm vào tình thế đứng giữa khó xử. Những năm trước ở một mình trong thiều viên, tục chuyện đều không để ý tới, mỗi ngày chỉ chăm hoa nuôi kiến. Nhưng từ đầu năm đến giờ lại thường xuyên vào cung, mục đích chỉ để nắm được chiều hướng, tránh để xảy ra mâu thuẫn quá kịch liệt. Mặc dù nhìn từ sách sử, điều này là không thể tránh khỏi. Quyết định chọn lúc Khương Vọng trở về ăn cơm mới nhắc tới quyết tâm của hoàng đế, cũng là để thừa lúc Tả Hiêu đang có tâm tình tốt, từng chút một nói chuyện này ra, để không xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Bà nghĩ có lẽ công công nhà mình sẽ ủng hộ hoàng đế, nhưng chưa từng nghĩ ông ấy sẽ kiên quyết như vậy, dứt khoát như vậy, ngay cả quân quyền cũng giao ra. Xích Anh là cường quân thiên hạ. Từ ngày đại sở khai quốc đến bây giờ, đều do Tả Thị quản lý. Có thể nói là căn bản của Tả Thị, tư binh của Tả gia. Giá trị võ lực của nó, đưa đến bất kỳ nơi nào, cũng đủ để lập quốc. Làm bà ngược lại cảm thấy đau lòng. Đây chính là gia sản sau này của quang thủ. Sau này thú thê, đánh nhau với người. Làm cái gì mà không cần nắm tay cứng chút? Phụ thân. Hùng Tĩnh Dư nói, có phải hơi vội vã hay không? Hoàng huynh cũng chưa từng nghĩ tới muốn động đến Xích Anh. Sự hy sinh của Hồng Lăng và Quang Liệt, Hoàng huynh đều nhìn thấy mà. Không ai có thể chối bỏ cống hiến của Tả Thị, ta tin thiên tử cũng sẽ không. Nhưng cải cách mà không hoàn toàn, đồng nghĩa hoàn toàn không cải cách. Hôm nay lấy của ta Xích Anh, ngày mai sẽ đòi ác diện luôn không? Rồi thần tội, hổ chiếu, Hạng Thị, Trung Ly Thị, Hàn Thị, bao nhiêu thế gia đều đang nhìn chúng ta. Lúc này mà có do dự, quốc gia sẽ chia tách chỉ trong khoảnh khắc. Tả Hiêu kiên quyết nói, tứ đại gia tộc Tả Thị chúng ta, với Khuất, Đấu, Ngũ, là cùng nước sở cùng vinh, nhất tổn cùng tồn. Bệnh của nước sở cũng là bệnh của Tả Thị, là bệnh của các thế gia hưởng quốc. Hôm nay bệ hạ có quyết tâm cắt mầm bệnh, muốn đại tranh chi thế, ta càng cần phải ra sức. Khương Vọng vốn tưởng bị cắt bớt quyền lực sẽ khiến Tả gia gia bất mãn, vì nó liên quan đến lợi ích căn bản của Tả Thị, vị lão quốc công này còn nổi tiếng là tính tình dữ dội. Không ngờ Tả Hiêu lại khẳng khái tiếp nhận, thậm chí còn tự nguyện giao Xích Anh ra. Đây là tấm lòng hào sảng bực nào. Lúc này hắn mới nhớ, hồi ấy khi ở Thái Hư các biểu quyết cho Thái Hư Huyền Chương, đấu chiêu đại diện cho lợi ích nước, là người đầu tiên bỏ phiếu tán đồng. Đó thật sự là do suy nghĩ của bản thân đấu chiêu, hay là tứ đại hưởng quốc thế gia của nước sở đã tự mình tỉnh ngộ. Lúc đó đấu chiêu là tấm gương cho thiên kiêu thế gia nước sở, biểu đạt thái độ của mình. Có lẽ những năm gần đây các gia tộc đại sở thăm dò đủ thứ chính là khởi bút, Hoàng Duy Chân trở về chính là lời tựa. Đại sở thiên tử vẫn luôn chờ đợi thời khắc này. Hùng Tĩnh Dư đứng dậy, hành lễ thật sâu, phụ thân nói phải, là Tĩnh Dư tầm nhìn nhỏ hẹp. Ta lập tức vào cung. Bà cầm tấm hổ phù đỏ thẫm lên, như cảm nhận được máu của vong phu và vong tử ở trong đó, siết thật chặt trong tay, vội vã rời khỏi. Giao Xích Anh cho quốc gia, đối với Tả Thị, đối với nước sở, đều là đại sự kinh thiên động địa, tất nhiên cũng làm chấn động thiên hạ. Nó như tiếng kèn lệnh báo hiệu cuộc cải cách của đại sở bắt đầu. Tả Hiêu vô cùng bình tĩnh, nở nụ cười với Khương Vọng, ăn đi, ngớ ra làm gì. À, Khương Vọng nghe lời và cơm, nhớ tới chính sự, hỏi, đúng rồi, Tả gia gia. Ta muốn mượn Trưng Hoa Tín Đạo dùng một chút, không biết lúc này có tiện không.
chuyện nhỏ. Truyền tin từ cấp địa trở xuống, Quang Thù có quyền. Tả Hiêu thuận miệng, ngươi định làm gì? Quyền sử dụng Trưng Hoa Tín Đạo, chia làm 4 cấp thiên địa huyền hoàng. Cỡ như Tả Hiêu, được nắm quyền hạn tối cao. Tất cả bí mật nước sở, những gì thiên tử được biết, thì ông cũng được biết. Khương Vọng nói, trên đường tới thấy 9 phượng cùng bay, hình như là đi Thiên Tuyệt Đỉnh. Ta muốn biết tình hình cự thành bây giờ, ta có người bạn ở đó. Ồ, dùng tin đạo cấp độ này, hỏi ta là đúng rồi. Tả Hiêu nói, người bạn kia của ngươi là Hoàng Kim Mặc phải không? Phải. Khương Vọng đáp, đối với Trúc Sư Huynh, đó là người quan trọng nhất trên đời. Tả Hiêu nói, nàng ta đã rời khỏi cự thành. Khương Vọng suy nghĩ một chút, cự thành. Tả Hiêu nhìn hắn, ngươi là muốn hỏi, cự thành bị trừng phạt thế nào? Khương Vọng rất khó quên chuyện năm đó, lúc quay trở lại, trong tòa thành phế tích, chỉ nhặt được nửa cây thương. Trong đời có rất nhiều thời điểm vô lực, đây là một trong số những người hắn không quên được. Làm chuyện bậy thì luôn phải trả giá đắt, Khương Vọng nói. Ngay cả là hiền học, Tả Hiêu hỏi. Ngay cả là hiền học, Khương Vọng đáp. Tả Hiêu từ chối cho ý kiến, chỉ nói chuyện bất thục thành năm đó, Mặc gia đã thừa nhận mình sai là do Mặc gia cự tử Tiền Tấn Hòa. Vì nghiên cứu chế tạo con rối cấp diễn đạo, đã vờ là bị Trang Cao Tiện che mắt, mượn chân truyền chi tử, bắt Hoàng Kim Mặc đi. Đây là tin tức Mặc gia chủ động công khai. Trước đó, Khương Vọng cũng đã mơ hồ đoán ra chân tướng. Bởi vì khi Lỗ Mậu Quan đích thân đến cửa xin lỗi, lúc đó Mặc gia đã chứng tỏ sự hối lỗi của mình. Nhưng Hoàng Kim Mặc không chịu đi, trong đó tất nhiên có ẩn tình sâu hơn, chứ không phải chỉ là hai chữ hiểu lầm đơn giản. Nhưng bây giờ khi đã biết chân tướng đúng là như vậy, vẫn không kiềm được tức giận. Hắn không tránh khỏi hỏi, một hiền học thánh địa thiên hạ mà có đức hạnh như vậy à? Tả Quang Thủ và Khuất Thuấn Hoa nhìn nhau, đều nhìn thấy sự chán ghét trong mắt đối phương. Thúi mùi tiền không phải là thúi, trong lòng thúi mới là thúi nhất. Tả Quang Thủ đáp, Tiền Tấn Hoa là lãnh tụ hiền học, hắn có bao giờ nghĩ mỗi hành động lời nói của hắn sẽ dẫn tới bao nhiêu người sụp đổ đạo đức hay không? Mặc gia muốn từ hắn bắt đầu kế hoạch mưu lợi, hắn có chết trăm lần cũng không chuộc lại được. Tả Hiêu bình tĩnh nói, nhìn tình hình trước mắt, giới hiền học thiên hạ, sai lầm tương tự, chỉ có một nhà này. Do cái thói mê tiền của Tiền Tấn Hoa, nhưng những nhà khác có âm thầm trong bóng tối hay không, đến mức độ nào, ta không nói chắc được. Chuyện có thể khiến đám người trẻ tuổi Khương Vọng, Tả Quang Thủ, Khuất Thuấn Hoa này oán giận, trong đời ông đã gặp quá nhiều rồi. Hiền học càng được người ta kỳ vọng nhiều, thì càng phải gánh vác nhiều hơn. Nhưng nói thế nào đây? Lý tưởng vĩ đại đến đâu đi nữa, cụ thể đến mỗi cái cá thể đều là nhỏ bé. Tư tưởng có cao thượng bao nhiêu đi nữa, khi cụ thể đến mỗi một cá thể, cũng trở nên vô cùng phức tạp. Nên, cái giá của sai lầm là... Khương Vọng hỏi. Tả Hiêu, Tiền Tấn Hoa tự sát tạ tội, hiện Lỗ Mậu Quan phái Sùng Cổ kế nhiệm cự tử. Hắn đã hủy bỏ toàn diện tư tưởng của Tiền Tấn Hoa từ lúc cầm quyền tới nay, lần nữa dựng lên quy củ cũ của Mặc gia. Giữ lại tội quân điện ở đó, như bằng chứng tội danh của Mặc gia, để con cháu Mặc gia ghi nhớ, biết gì sau dũng. Những đệ tử Mặc gia tham gia tra tấn Hoàng Kim Mặc đều bị bỏ ngục đợi tội, chờ Hoàng Kim Mặc hỏi tội. Nếu Hoàng Kim Mặc không làm gì, sẽ dựa treo quy củ cũ của Mặc gia để xử lý. Lỗ Mậu Quan trước nay luôn là lá cờ mạnh nhất phản đối Tiền Tấn Hoa, hai bên không chỉ luận chiến về mặt tư tưởng, mà trong hệ thống quyền lực cự thành, cũng mỗi người chiếm giữ một phe, gần như là đấu nhau từ trong ra ngoài. Sau khi Tiền Tấn Hoa hoàn toàn sụp đổ, mọi lời nói, hành động của Lỗ Mậu Quan đều không nằm ngoài dự liệu. Nhưng Mặc gia cự tử tự sát để tạ tội, thật sự là một chuyện làm náo động thiên hạ. Thiên hạ ngày nay chính là thời điểm bao sự xảy ra, những đại sự trước nay trăm năm khó gặp, gần như đều thi nhau xuất hiện trong khoảng thời gian này. Dù thanh danh của Tiền Tấn Hoa có tệ thế nào đi nữa, thì cũng là trưởng môn nhân hiển học đương thời, tương đương Ngọc Kinh Sơn Tông Đức Trinh, Quy Thiên Cung Hàn Thân Đồ, Mộ Cổ Thư Viện Trần Phác. Với địa vị của ông ta, chết như vậy thật sự là hơi qua loa. Người như ông ta, dù có do làm ác mà chết, thì cũng nên do thiên hạ cùng yêu cầu, thế gian cùng phạt. Chết một cách oanh oanh liệt liệt, chứ không thể tự sát một cách lặng lẽ không một tiếng động như vậy. Khương Vọng suy nghĩ một chút, lại hỏi, nghe nói Hoàng Duy Chân đã trở về. Người có biết ông ta đang ở đâu không? Tả Hiêu dừng đũa, ánh mắt hết sức phức tạp, trong Vẫn Tiên Lâm có một siêu thoát tồn tại. Nghe nói các chư thánh mệnh hóa thời cận cổ, chính là bút tích của người ấy. Tên của người đến nay vẫn không ai biết và không bị người biết tới, không được ghi rõ ràng trong lịch sử. Hoàng Duy Chân đã đánh thức người, nhìn chằm chằm vào người. Hơn nữa,
còn định giết chết người. Hoàng Duy Chân đã trở về, đã siêu thoát và đang muốn giết siêu thoát. Các bạn đang nghe truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.top. Chương 3045, Thiên Công 1. Biết Hoài Quốc Công đã được vài năm, Khương Vọng chưa từng nhìn thấy ánh mắt lão gia tử phức tạp như vậy. Lão công gia đã quen gặp mưa gió, từng trải tình đời, lúc nào cũng trầm tĩnh như vực sâu, có lúc gầm thét như nộ hải. Chỉ có loại ánh mắt khó tả này chưa bao giờ xuất hiện trong mắt ông. Mấy người Khương Vọng im lặng, Vẫn Tiên Lâm, Tồn Tại Siêu Thoát, Chư Thánh Mệnh Hóa, Hoàng Duy Chân. Mấy từ này đều là những thứ mà đám người trẻ bọn họ còn xa mới chạm đến. Thái Hư Các Viên, Đệ Nhất Thần Lâm, Tả Tiểu Công Gia gì gì cũng còn kém xa lắm. Tả Hiêu thở dài, Hoàng Duy Chân quả thực là một người rất giỏi. Bây giờ có thể nói là vĩ đại. Vĩ đại là lời khen cao cấp nhất, vĩ đại cũng là một loại cấp độ về sức mạnh. Tả Gia Gia luôn rất sùng bái Hoàng Duy Chân. Ông ấy chưa từng có thời khắc nào sùng bái như lúc này. Khuất Thuấn Hoa nói, nhưng đối với ta, Tả Gia Gia cũng là một người rất giỏi. Tả Hiêu cười to, lời này ta nghe rất đắc ý. Nhưng ngươi không được nói lời tương tự với Khuất Tấn Quỷ. Khương Vọng nhìn Tả Quang Thù, tiểu tử này cũng biết nói lời lọt tai nhỉ. Khuất Thuấn Hoa trên dỗ được trưởng bối, dưới quản được Quang Thù, trong quân nhanh nhẹn quyết đoán, tu vi thần lâm đệ nhất, thật sự là một đệ tức toàn năng. Lúc này lên tiếng, vậy Tả Gia Gia, người kể chút chuyện hồi ở Vẫn Tiên Lâm đi. Lúc nào họ cũng giấu giấu dếm dếm, không chịu nói rõ ràng. Ta rất tò mò. Tả Hiêu nhếch mép, để đũa xuống, chuyện đã qua nhiều năm vậy rồi, đâu có gì mà không thể nói. Ông nhìn sang bên, Khương Vọng thức thời đưa ly lên, Tả Quang Thủ nhanh nhẹn rót đầy rượu vào. Nước rượu phản chiếu mặt người, người không còn là thiếu niên. Lão Quốc Công chăm chú nhìn vào ly rượu trong tay, gần như đã không còn nhớ được dáng vẻ mình hồi còn trẻ, đưa lên uống một hơi cạn sạch. Mới chậm rãi nói, phụ thân ta chính là chết trong Vẫn Tiên Lâm, từ nhỏ ta đã nhìn Vẫn Tiên Lâm không vừa mắt. Năm đó ta tâm cao khí ngạo, lưỡng chứng tuyệt đỉnh, coi thiên hạ không có anh hùng, siêu thoát là một con đường bằng phẳng. Ta hùng tâm vạn trượng, muốn một phát quét ngang Vẫn Tiên Lâm, dùng nó để đánh vào siêu thoát. Cuối cùng ta thất bại, là Thế Tông Hoàng đế mang theo quốc thế vào rừng, tự mình cứu ta. Đoạn chuyện xưa này nói ra rất ngắn, chỉ mấy câu nói đã xong rồi. Nhưng nó đại diện cho một hồi cuộn sóng, e là đánh nghiêng tương giang cũng không chịu nổi. Thì ra con đường siêu thoát của Tả Hiêu năm đó, chính là ký thác vào Vẫn Tiên Lâm, cuối cùng lại mất mát ở Vẫn Tiên Lâm. Khó trách khi nhắc tới chuyện ở Vẫn Tiên Lâm, ánh mắt ông phức tạp như vậy. Nơi đó mai táng hùng tâm vạn trượng của ông, đã từng cách siêu thoát chỉ có một bước xa. Tả Gia Gia, Khương Vọng nghiêm túc hỏi, theo người nghĩ, vì sao mình thất bại? Câu hỏi thế này người bình thường sẽ không hỏi, vì họ sẽ không có được câu trả lời mình muốn. Còn nhớ lần đầu tiên Khương Vọng tới nước Sở, khi đó còn mang đầy bóng dáng của một người khác, hôm nay nhìn nữa, đã là một sự rực sáng khác hẳn. Tả Hiêu nhìn hắn thật sâu, tại bất cứ lúc nào, nguyên nhân thất bại cũng chỉ có một, ngươi không đủ mạnh. Đó là con đường đi lên tuyệt đỉnh, là sức mạnh để đánh vỡ cực hạn của thế giới hiện thực, lực lượng, dùng từ thế nào cũng không đủ để miêu tả. Có chuẩn bị nhiều hơn nữa, cũng vẫn là chưa đủ. Mỗi một người đi tới một bước đó, đều cho rằng mình đã chuẩn bị xong. Nhưng đến khi chân chính đi tới một khắc đó, bị thất bại mới chịu thay đổi câu trả lời. Ngươi nhất định phải đi đến tận giới hạn của tưởng tượng, vượt qua tất cả mới có thể tạo ra một đường cơ hội và phải nắm chặt lấy nó. Tả Hiêu từ từ nói, nhưng nếu nhất định phải tìm ra một nguyên nhân cụ thể. Ta thất bại chính là vì cái vị siêu thoát kia của Vẫn Tiên Lâm. Ngươi quá bí ẩn, vượt quá cảm nhận. Đến khi người xuất thủ, ta mới biết thế gian có người này. Thế Tông Hoàng đế đã giao thủ với người mà cũng không được biết tên họ của người. Thế Tông Hoàng đế mà ông nói là gia gia của Sở Thiên Tử hiện nay, miếu hiệu là Thế Tông, Hùng Thiệu. Thiên Tử Phách Quốc mang theo quốc thế là có sức mạnh của một siêu thoát, không hề thua kém một đối thủ nào. Nếu không đã không có khả năng đi sâu vào Vẫn Tiên Lâm, cứu được mạng Tả Hiêu từ tay một siêu thoát khác. Cái vị siêu thoát ở trong Vẫn Tiên Lâm quả thực là vô cùng thần bí. Thế giới hiện thực có rất nhiều cường giả, thủ đoạn phong phú như sao trời như vậy, thế mà ngay cả tên của người đó cũng không ai biết. Ở Tả Gia, Khương Vọng lúc nào cũng rất tự nhiên, không cần che giấu cái gì, nghĩ một lúc, nói chuyện không biết tên. Ngược lại làm ta nhớ tới Trường Sinh Quân của Nam Đầu Điện, hắn cũng là bỏ tên để trốn, đến nay vẫn chưa chết. Hắn đoán vị siêu thoát trong Vẫn Tiên Lâm rất có khả năng là kiểu tương tự tổ sư Nam Đầu Điện. Nếu không phải có thần thông tương tự,
làm sao thần bí đến vậy được? Tả Hiêu cười lạnh, Nam Đầu Điện, còn kém xa lắm, không có liên quan gì đâu. Cái vị ở trong Vẫn Tiên Lâm kia là một tồn tại nằm ngoài nhận biết, không phải chỉ đơn giản kiểu bỏ tên. Nằm ngoài nhận biết, không thể tính toán, không thể tưởng tượng, không thể định nghĩa. Đây mới thật là cảnh giới xa không với tới. Cái vị ở trong Vẫn Tiên Lâm kia thật sự là một tồn tại siêu thoát không thể nhận biết được. Ngay cả người như Tả Hiêu, người đã từng đánh vào siêu thoát, ở trong Vẫn Tiên Lâm thuộc về cao thủ hàng đầu. Ngay cả Sở Thế Tông Hùng Thiệu có sức mạnh của siêu thoát, sau khi tiếp xúc qua rồi, vẫn không nhìn được ra. Những cái tên ẩn giấu trong lịch sử Mạnh Thiên Hải đều bị đại nho mò trong lịch sử tìm ra. Trường Sinh Quân bỏ tên để trốn, lấy hàng tỷ bách tính Nam Đầu Tinh để gán qua, cũng chỉ ẩn tên được có một đời duy nhất. Vị siêu thoát trong Vẫn Tiên Lâm có được ghi chép từng ra tay. Cản đạo Tả Hiêu, đại chiến Sở Thế Tông, đại sự kinh văn thiên hạ như vậy, thế mà vẫn không ai tìm ra. Thật sự là thần bí tới cực điểm. Cũng nhờ vậy, càng thấy sự khủng bố của Hoàng Duy Chân. Một lần trở về, liền đánh thức vị tồn tại siêu thoát thần bí khó lường này, lại còn lên kế hoạch đòi giết người ta. Một đêm trước thần tiêu, chư phương đều chuẩn bị chiến đấu. Là thiên kiêu đứng đầu nhân tộc, Khương Vọng cũng biết nhân tộc đã chuẩn bị rất nhiều, thậm chí nhiều cái còn được tận mắt nhìn thấy. Mê giới, chiêu thương Ngô Kiếm áp Sa Bà Long Trượng, Ngu Huyên, Doanh Dẫn Quan nhìn chằm chằm Thái Cổ Chi Mẫu. Xem ra, Vẫn Tiên Lâm được gọi là hung nhất thiên hạ, được giao cho Hoàng Duy Chân phụ trách. Có lẽ ở những địa phương khác chỉ là tương đối, nhưng Hoàng Duy Chân vừa trở lại một cái là phải giết siêu thoát. Đúng là khí phách không gì sánh kịp. Khương Chân Nhân kinh sợ, Tả Quang Thủ và Khuất Thuấn Hoa, hai thần lâm nho nhỏ, càng thêm chắc lưỡi hít hà. Ai cũng nói Hoàng Duy Chân là anh tài kiệt xuất nhất 3.000 năm qua của đất Sở. Từ sau ngày ông ta chết đi, dần dần, ngày càng có nhiều người tin vào điều ấy. Bây giờ nhìn lại, đâu chỉ 3.000 năm. Cùng lúc này, có hạ nhân đi vào bẩm báo, công gia, Phong Đô Doãn cầu kiến. Tả Hiêu khẽ nhướng mày, dáng vẻ hiền hòa trước mặt người nhà trong nháy mắt đã không còn tăm hơi, cả người trở nên uy nghiêm lạnh lùng, cho hắn vào. Cố Si như một cây trúc treo quan phục màu đen từ ngoài bay vào thiện thính. Thấy Khương Vọng, nhưng cũng không ngoài dự liệu, khom người thi lễ với Hoài Quốc Công, có một việc, công gia mặc dù đã thông báo rồi. Nhưng ti chức cảm thấy, vẫn phải đích thân tới, bẩm báo với công gia. Tả Hiêu khoát tay, từ hôm nay, tin tức của Phong Đô thì đừng tùy tiện báo cáo cho bổn công. Phong Đô trực thuộc thiên tử, bổn công không có quyền can thiệp. Ngươi là tâm phúc của thiên tử, nên bổn công nói thẳng. Chỉnh đốn lại trị, thanh chính triều cương thì phải làm từ những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Cố Si cảm động muốn rơi nước mắt. Là tâm phúc của thiên tử, hắn biết ngày tốt đã sắp đến rồi, nhưng không nghĩ nó lại tới nhanh như vậy, tốt như vậy. Chẳng lẽ Phong Đô từ nay sẽ thật sự thoát khỏi cảnh bao người cùng quản, chân chính tiến vào thời kỳ chỉ dưới một người, trên vạn người. Có lúc cũng đã nghĩ, Phong Đô Doãn thật ra không đến mức thảm như vậy. Những người cùng ngành đa số không mạnh đến đâu cả. Tăng Thiên Thọ của Thiên Lao Trung ương, hung danh vang xa, nhưng ở cảnh quốc cũng phải không dám tra cũng không dám thẩm, vì xung quanh đâu đâu cũng là tổ tông. Chấn Ngục Ti Diêm Vấn, càng bị mắng là chó dữ của Phạm Tư Niên, làm gì có miếng tôn nghiêm của một gián điệp hàng đầu nào đâu. Giờ thì tốt rồi, Phong Đô Doãn đứng lên, Phong Đô sẽ là người khơi dòng cho bầu không khí tối tăm của sáu nước. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn cẩn thận thưa là chuyện có liên quan đến Lục Xương Hà. Tả Hiêu nhìn hắn, không nói gì. Cố Si thức thời xoay người rời khỏi, không quấy rầy công gia dùng bữa, ti chức cáo tử. Cụ, tiếng Hoài Quốc Công ho khan vang lên sau lưng, lần sau không được viện lễ này nữa. Cố Si vội quay người lại, nhanh nhẹn bẩm báo, đã tìm thấy tung tích Nam Đầu Điện Thất Sát Chân Nhân, hiện đang quanh quẩn gần cửa vào Vẫn Tiên Lâm, đã có mấy nhóm người nhìn thấy hắn. Tả Hiêu quay qua nhìn Khương Vọng. Khương Vọng dừng đũa, suy nghĩ, hắn không phải là quanh quẩn, hắn là đang đợi ta. Thiên Cơ vừa chết, hắn liền cảm nhận được sức mạnh của ta. Ta không tiện đến Vẫn Tiên Lâm. Tả Hiêu nói, Cố đại nhân, báo tin này cho An Quốc Công. Kẻ đứng đầu Tàn Dư Nam Đầu là trách nhiệm của hắn. Không cần. Khương Vọng lập tức ngăn lại, nghe được chuyện xưa người đánh vào siêu thoát, lại kinh hãi vì sự kiệt xuất của Hoàng Duy Chân, hiện ta đang rất kích động, không kiểm soát được mình. Thế gian anh hùng, phong hoa khoáng đại, cơn sóng chiều này không nên để trôi qua tịch mịch. Ta với Lục Xương Hà có tuyệt đỉnh ước hẹn, giờ cũng là thời điểm lý ước rồi. Tả Hiêu nhìn hắn, có nhớ lần trước ta nói gì với ngươi không? Lão gia tử, ta nhớ rất rõ, xin yên tâm. Khương Vọng nghiêm túc gật đầu, đứng lên, các ngươi từ từ ăn,
đừng ăn hết xương hoa phi ngư mà ta thích, ta sẽ trở lại ăn chén thứ hai. Dứt lời hắn liền định đi ra cửa, nhưng bỗng nhiên lòng có cảm giác, quay qua cười, nói với Tả Quang Thủ. Quang Thủ, đợi tí nữa nếu đấu chiêu tới, ngươi nói với hắn, ta có chút việc ra ngoài, sẽ quay lại ngay. Bảo hắn ngồi chờ ta, nhất định không được rời đi. Ai? Lời dặn này thật sự là không giải thích được. Tả Quang Thủ nghe mà không hiểu. Đấu chiêu không phải thất thủ ở A Tị Quỷ Quật rồi à? Làm sao tới được? Mà làm sao Khương Đại Ca lại biết hắn sắp qua đây? Nhưng chưa kịp hỏi chữ nào, bóng người Khương Đại Ca đã hư hóa, như cá vào nước, loáng cái tựa như cá đầu thủy, hiện lên ảnh mất tăm. Chương 3046, Thiên Công, 2. Sâu trong Trường Hoa Đài, giữa tinh hà vô tận. Pháp tướng của Hoài Quốc Công Đại Sở hư lập ở nơi này, Tích Mộc tinh thần to lớn hôm nay không hề lên tiếng, chỉ có cành lá rung rung, cẩn thận xử lý tin tức. Từ sâu trong tinh hà, vang lên tiếng của Gia Cát Nghĩa Tiên, Đại Sở gặp may, được Tả thị hộ quốc. Lão Phu thay bách tính Đại Sở cám ơn công gia. Pháp tướng của Tả Hiêu trông lạnh lùng nghiêm nghị hơn hẳn đạo thân, cũng uy nghiêm hơn, đứng lư lửng giữa tinh hà. Cúi đầu nhìn dòng lũ thông tin, đáp, bách tính nước Sở và các vương hầu cũng phải cảm ơn ngài mới phải. Bệnh xấu của Đại Sở bắt nguồn từ Thái Tổ, đã thành thâm căn cố đế, không động vào được. Để đẩy thế cục được tới bước này, ngài đã làm rất nhiều. Ta cũng chỉ làm được đến mức này thôi. Khụ khụ khụ. Tiếng ho vang lên rất lâu mới dừng, trận Hà Cốc đã làm lộ ra vấn đề. Chúng ta thua không chỉ thua quốc vận, còn thua cả các quyết sách đưa ra. Tần quốc cải cách nhiều năm, bóp chặt bách gia, tướng hiệu đổi liên tục, thập binh liên tục thay cờ, dùng sự cạnh tranh tàn khốc để nhanh chóng tăng cường quốc lực, tân quý trong triều thắng huân quý cũ. Cũng chính là chúng ta, ban đầu là vung cờ phản đối cảnh quốc, cuối cùng lại trở thành một đế quốc quý tộc còn ngoan cố hơn cả cảnh quốc. Nếu thần tiêu chiến bại, mọi việc đều dừng, nếu thần tiêu chiến thắng, phải diệt họa ngoại xâm. Có vài người thiên hạ chỉ cần chọc một cái là liền không kiềm chế được. Chúng ta còn không cải cách thì sẽ không còn cơ hội. Khụ khụ khụ, Tả Hiêu nhíu mày, cơ thể của ngài. Không có gì. 2000 năm trước ta chết rồi, là Trương Hoa Đài cứ giữ mạng ta lại, dùng quốc thế bồi bổ cho ta. Lão Nhi không chết, bệnh già thành yêu, cũng đến lúc ta nên hồi báo rồi. Người có thể khiến Tả Hiêu cả đời để ý đến không nhiều, đối với Gia Cát Nghĩa Tiên, cũng rất tôn trọng, tiên sinh ở Sở, 4000 năm dốc hết tâm huyết. Những gì ngài bỏ ra, hơn xa những gì ngài lấy về. Quốc gia này, có người chính là chuyện may mắn. Tân Chính cắt máu thịt quá nhiều, đây là đau trên người mình, tất nhiên bị người ta thống hận. Không phải ai cũng có thể khoáng đạt như công gia, cũng không khả năng xa cầu có người mất thịt mà không đau. Hận trong thiên hạ, đều làm hại nước, dù sao cũng phải có người đứng ra, khơi thông cho mọi người. Cuối cùng, mọi người đều là người Sở, phải đoàn kết để tiến về phía trước. Gia Cát Nghĩa Tiên cười, trong tin tức tinh hà sóng lớn cuồn cuộn, như đang vẫy tay từ biệt, ta không chịu đựng được nữa, coi như là chút chuyện cuối cùng làm được. Đời người vạn khổ, không gì bằng một chữ hầm. Tinh vu đốt người để làm lửa, nấu hồn để làm dầu, đã quá lâu. Tả Hiêu biết người kia từ lâu đã là đèn cạn dầu, biết đây là quyết định sau cùng của ông ấy. Ông cũng biết, không chỉ một mình Gia Cát Nghĩa Tiên phải gánh vác. Đại Sở lấy thế gia lập quốc, Đại Sở nhờ thế gia mà quật khởi, năm đó Sở Thái Tổ Hùng Nghĩa Trinh ở núi Giác Vu, cùng tay chân thôn thiên hạ. Hết 4000 năm, chưa họ thế gia nước Sở phấn đấu chết vì quốc gia, dùng tính mạng để tranh công trận, mỗi một phần vinh dự đều là dùng nhuộm máu mà nên. Hoàng thất và thế gia cùng chung thiên hạ, sấp xỉ đã 4000 năm. Hôm nay triều đình khai đao với thế gia, chẳng những moi gan còn xẻo tim, ai mà chịu bó tay. Nỗi oán cả nước cùng tích lại này, một mình Gia Cát Nghĩa Tiên gánh nổi ư. Dù là Tả Hiêu ông dẫn đầu, gia chủ tứ đại thế gia hưởng quốc thế chủ động cách tân, dù Sở Thiên Tử khống chế cả triều cục trong ngoài, đã bỏ đi tất cả những khả năng quấy nhiễu. Nhưng nỗi đau da thịt kia nhất định sẽ vẫn tích hận ở trong lòng. Sở Thiên Tử cải cách triều chính, không phải dùng các thủ đoạn thô sơ vụng về như Văn Cảnh Tú, cũng không đặt kỳ vọng vào người khác, biến cải cách thành đánh bạc. Sở Thiên Tử tự tay diệt cả loạn trong lẫn giặc ngoài, lợi dụng kẽ hở phách quốc bất phạt, thúc đẩy Hoàng Duy Chân trước thời hạn trở về. Và sau khi chuẩn bị xong tất cả, mới bắt đầu thực hiện cải cách. Nhưng dù vậy, oán giận ở trong triều, ông vẫn phải gánh vác. Vì xã tác chủ, bị thiên hạ sỉ nhục. Sau khi tân chính, đương kim thiên tử nhất định sẽ thoái vị. Đến lúc đó, chính là lúc Thái tử Hùng Tư Độ ở trong ngục dưỡng kỳ vọng 10 năm, rời núi.
Tân quân thừa kế kỳ vọng của thiên hạ, thừa kế đức của quân vương triều đại trước, chỉ cần để dì ra một chút ngon ngọt khỏi kẽ tay. Biểu diễn thiên tâm một chút, cất nhắc một ít quần thần có năng lực là có thể nắm triều cục trong tay. Vạn tượng đổi mới, có khả năng là sau thời đại thần tiêu. Hùng Tư Độ cũng đã sắp trở thành diễn đạo. Bình Đẳng Quốc vương vị ở trong quỷ ngục tiếp xúc thái tử, phía sau việc này nhất định còn có nhân quả. Từ việc thiên tử lấy thân phận cá nhân đi hộ đạo cho Hoàng Duy Chân đã chứng tỏ quyết tâm muốn tiêu diệt núi sông. Tả Hiêu suy nghĩ rất nhanh rất nhiều, thật sự cảm nhận được sự mệt mỏi của Gia Cát Nghĩa Tiên. Kéo cái cơ thể không lành lặn, gánh sức nặng của thiên hạ tiến về phía trước, mấy ngàn năm qua chưa sai sót một lần. Con người chứ đâu phải con rối, cái thứ ấy có thể ở mãi đỉnh phong không thay đổi. Sơn Hải Phượng Hoàng có 9, Hồng Hộc hạ xuống Việt Quốc, Uyên Sổ hạ xuống Lý Quốc, Luyện Hồng bay ở Vẫn Tiên Lâm, Không Uyên trở Kỳ Nữ, 5 con còn lại, tất cả thuộc về Sở. Hoài Quốc công thở dài, 9 có thứ 5, cửu ngũ cửu ngũ. Thiên tử đã lấy được sự ủng hộ của Hoàng Duy Chân, công của ngài cũng vậy. Thật ra ta không làm gì nhiều, khâu lại vài chỗ hở, sắp xếp lại cho mạch lạc, cũng chỉ là những việc nhỏ bổn phận phải làm. Giọng nói trong tinh hà rất cảm khái, với quyết tâm cải cách đất nước của thiên tử, không có lý nào không thể thành. Thái tổ trọng tình không giống thiên tử, đương kim thiên tử mới là thiên tử chân chính. Gia Cát Nghĩa Tiên là người sống từ thời Hùng Nghĩa Trinh, trải qua hơn 10 đời quân vương nước Sở, đến thời Hùng Tắc thì mệt mỏi, nói mình không chịu đựng được nữa. Có lẽ đây cũng là đại diện cho sự kết thúc của thời đại chữ nghĩa kia. Quân vương dù gì cũng là quân vương, quốc gia dù gì cũng là quốc gia, con người lúc nào cũng là tâm tư vạn biến. Trên đời làm gì có quốc gia nào dùng chữ nghĩa để duy trì. Sự phóng khoáng của nghĩa hưởng thiên hạ, từ cổ chí kim, bao nhiêu thiên hạ, cũng chỉ có người như Hùng Nghĩa Trinh mới gánh vác nổi. Ngài cực khổ rồi. Cuối cùng Tả Hiêu nói. Đây là lần đại sở Hoài Quốc Công và Tinh Vu của nước Sở gặp nhau lần cuối cùng. Khi Tả Hiêu rời khỏi Trưng Hoa Đài, Tân Chính Ước Thư và Thiên Sở Thánh Triều Ước Dân Sách do Đại Sở Thiên Tử Hùng Tắc tự viết định ra đã thông qua Trưng Hoa Tín Đạo, truyền khắp toàn nước Sở. Lưu loát 3.000 câu, trên thuật lại những kỳ tích các tiên hiền các đời triều đại của nước Sở, dưới miêu tả khốn cảnh nước Sở đang gặp phải hiện thời. Thật ra ý chính chỉ có 9 chữ gọt thế ra, đoạn che chở, chém thế tập. Từ nay, nước Sở không còn tiến cử, không còn che chở, không còn thừa tập. Từ quân đến chính, tất cả quan viên muốn thành quan đều phải thi. Tất cả vạn dân đều là môn sinh thiên tử. Gió thổi qua ngõ hẻm, mang theo đủ thứ âm thanh. Ai? Ngươi biết Sơn Hải Ngũ Phượng bay đến Sở, hạ xuống đâu không? Xích Phượng Thanh Loan ở Hoàng Cung, Phi Tước Già Huyền ở Trương Hoa, nhạc trạc hạ xuống ngõ Ngô Đồng. Thần Tiêu Phượng Hoàng kỳ của Đại Sở, thêu trên mặt cờ chính là Xích Phượng. Xích Phượng Thanh Loan ở Hoàng Cung, đại diện cho tôn quý. Thần Hoàng Thi Hoàng bay ở Trưng Hoa Đài, càng lợi cho Sở Đình xử lý thần quỷ thế gian. Nhạc trạc với màu tím, đại biểu cho phẩm chất kiên trinh bất khuất. Gần đường Chu Tước có một ngõ Ngô Đồng, sầm uất và cũ kỹ chật hẹp, chỉ cách nhau gang tấc. Trong ngõ Ngô Đồng có một người trẻ tuổi có tên Sở Dục Chi, tên thật là Quang Diệu, có nghĩa là sáng ngời. Hắn dựng lên một cái đồng nghĩa xã, năm đó lúc rời khỏi Kiến Ngã Lâu, lý tưởng của hắn là cơ hội đồng đều, đã từng chỉ có thể ngắm, không để chạm vào. Như nước Sở hôm nay, câu gì được nấy. Các bạn đang nghe chuyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc việt.top. Chương 3047, Thiên Công, A. À, núi sông vạn dặm, có lúc ở trong lòng bàn tay. Phì thú nhìn thấy là thiên hạ đại dịch, chỉ có thể lăn lộn trong lòng bàn tay của thiên tiệm. Sợ hãi trù trừ là không thể vượt qua được, biến hóa vẫn còn đang tiếp tục xảy ra. Cái đầu trâu màu đỏ máu của nó đang từng chút chuyển thành màu trắng, bắt đầu từ cái sừng. Khi cả cái đầu hoàn toàn chuyển trắng, phì thú đến lúc này mới được tính là thật sự ra đời. Bàn tay nâng nó, nhẹ nhàng đưa một cái. Con phì nho nhỏ, toàn thân màu trắng, bay thật cao lên trời, rời khỏi thế giới lòng bàn tay, mở to đôi mắt hoảng sợ, nó nhìn thấy. Một khu rừng rộng vô tận, oán khí và sát khí ngút trời, quỷ ảnh lơ lửng khắp nơi, những tiếng rít không ngừng làm nhiễu loạn màng nhĩ, ánh sáng màu xanh ra trời gần như muốn tách tròng mắt ra khỏi con mắt. Nơi này là Vẫn Tiên Lâm. Phì thú là dị thú trong truyền thuyết, là hóa thân của tai họa. Mỗi khi nó xuất hiện, đồng nghĩa có tai kiếp hạ xuống. Lúc này, nơi nó chân chính ra đời là ở Vẫn Tiên Lâm, nên họa sẽ ở trong rừng. Một khắc trước Vẫn Tiên Lâm còn chiếu sáng vạn dặm, ánh sáng vàng rực lóng lánh. Một khắc sau tai họa cùng lúc bộc phát, bóng mở ở khắp nơi.
vị chiêu vương thần bí khó lường kia, nặn một người chân chính là cách phỉ thành phỉ thú, mang tới tai kiếp cho cả Vẫn Tiên Lâm, dĩ nhiên là nhằm vào cái vị tồn tại siêu thoát ở sâu trong Vẫn Tiên Lâm. Hắn đang giúp Hoàng Duy Trần. Vị siêu thoát tồn tại sâu trong Vẫn Tiên Lâm là một trong những tồn tại thần bí nhất, kinh khủng nhất từ vạn cổ đến nay, không thể đo lường, không thể cảm nhận, không thể rõ ràng. Ở trong lịch sử, người này từng có mấy lần xuất thủ, nhưng không để lại dấu vết, luôn nằm trong trạng thái hư hư thực thực tồn tại. Trong siêu thoát cộng ước cũng không có ghi chép thông tin. Lần ra tay gần đây nhất chính là lần Tả Hiêu đánh vào siêu thoát ở Vẫn Tiên Lâm năm đó, người này ra tay cản đạo, giao chiến với Sở Thế Tông. Sau đó không phải không có siêu thoát đến đây tìm người này, nhưng đều không tìm thấy. Cũng chính là lần này, Hoàng Duy Trân trong sự kỳ vọng của mọi người, từ trong ảo tưởng trở về. Sáng tạo tứ hoàng, chấn hưng bốn đạo thiên, thần, thi, quỷ, làm dao động căn bản Vẫn Tiên Lâm, mới đủ sức tạo nên kinh động, túm được hành tung. Đây là cơ hội vạn cổ khó gặp, khả năng kiểm soát Vẫn Tiên Lâm vĩnh viễn, hầu như đều dựa vào lần này. Chiêu vương hạ phỉ thú xuống đây, mượn chân từ Sơn Hải Cảnh đi ra, nghịch tố phỉ vốn dĩ chỉ tồn tại trong Sơn Hải Cảnh, ném nó xuống Vẫn Tiên Lâm. Trong chiến trường siêu thoát không thể đo dò nổi này, nó chỉ là một quả cân để tăng thêm sự cân bằng. Ùng ùng, quỷ hoàng ra đời, quỷ đạo đã ích lợi. Là vạn quỷ chi nguyên, A Tị quỷ quật, tất nhiên sao động đến khó thở. Lại có mỹ vị tuyệt thế chạy thoát đi, truyền thừa quỷ thánh chợt lóe rồi biến mất. Vô số ác quỷ tranh nhau trào ra, âm thanh ồn ào vang dội như sấm gầm thét. Quỷ vật xê dịch thường không hề có tiếng động, nên tạo ra được động tĩnh đến như vậy, đủ thấy A Tị quỷ quật đã hỗn loạn vô cùng. Đây là động tĩnh xưa nay chưa bao giờ có. Đấu chiêu một hơi xuyên thẳng, bay ra khỏi hang. Sống sót sau tai nạn, lấy được bảo duyên, nhưng không hề nghĩ đến việc mau chạy về nhà tìm thái nãi hay tìm một xó nào đó để tiêu hóa nó. Mà men theo dấu vết trong trí nhớ, tiếp tục ở trong Vẫn Tiên Lâm đi tìm Lục Xương Hà, Nhậm Thu Ly. Đấu chiêu hắn là anh hùng một đời. Được rồi, đấu chiêu là quỷ anh hùng một đời. Trước giờ chỉ có người ta tránh hắn, không dám nói câu bảo hắn tránh người. Nói đã bảo chém hai cái đầu còn lại của Nam Đầu Điện thì nhất định phải chém được hai cái đầu. Thiếu một cái cũng không được, ai tới cũng là vô ích, ai tới cũng không ngăn được. Hắn không nói được mình bây giờ là trạng thái gì, tóm lại thuần túy không phải là người, mà cũng không hoàn toàn là quỷ. Một mặt đạo thân đã hồi phục được một phần huyết khí, một mặt lại lấy chiến ý thay cho hồn ý. Tóm lại trạng thái bây giờ là nằm ở giữa hai cái. Thôi, không quan trọng lắm. Đấu chiêu hắn sở dĩ mạnh mẽ là bởi vì hắn là đấu chiêu, không có liên quan gì tới xuất thân, hay chủng loại, là người hay quỷ hay là yêu ma tu la. Mấy cái thể loại chủng loại này, thôi thì để sau này sẽ từ từ nghiên cứu. Hắn chỉ biết là mình bây giờ rất mạnh, là cái kiểu mạnh tay đấm Trọng Huyền Tuân, chân đá Khương Vọng đó đó. Đạo ý âm dương chân thánh như dòng nước chảy ở trong lòng, hắn chỉ nhặt cái phần mà bản thân nhìn thấy, từng đao một điền vào Bạch Nhật Mộng Hương. Vạn quỷ phệ người, bách kiếp luyện thần xong, trên một mặt ý nghĩa nào đó, hắn đã đi tới tột cùng, hắn cần đối thủ để thử đao. Chiến ý sôi sục, tung tóe trời cao, xông ngang đánh thẳng vào Vẫn Tiên Lâm mà người người nghe thấy đều biến sắc. Không sợ nguy hiểm, chỉ sợ không đủ nguy hiểm. Chợt, từ đối diện, có một bóng đen lướt tới, như bóng đêm tràn tới. Một nam tử mặc đạo bào màu đen, như mang theo một chuỗi điệt ảnh bay tới, như sóng dâng biển gào, làm người ta đột nhiên hoảng hốt. Khó khăn lắm mới tập trung được ánh nhìn, cái người râu ngắn mặt vuông, hốc mắt thâm thúy, hết sức lạnh lùng kia liếc qua một cái. Đấu chiêu thất kinh, mộng chi đao trong tay suýt thì chém ra theo bản năng, bị hắn vất vả đè lại. Tạm thời không chọc được, nhưng hắn kinh mà không lui. Đây rõ ràng là một tuyệt đỉnh cường giả, nếu thật động sát ý, xoay người bỏ chạy trốn thì cũng chết. Không bằng cứ chính diện đối mặt, chết cũng có chút tôn nghiêm. Cũng may người tới không hề ngứa tay, hai bóng người nhanh chóng bay lướt qua nhau, không ai nhìn lâu ai một cái. Nhưng chiến ý sôi trào trong lòng đấu chiêu, bỗng nhiên nhạt đi rất nhiều. Thôi, đi về nhà trước vậy, chỉnh một tên thiên kiêu trước rồi nói sau. Về nhà ăn một bữa cơm cũng được, Vẫn Tiên Lâm dạo này hơi bị loạn. Chém Khương Vọng trước cũng không phải không được, hắn là người chỉ nghĩ tới là làm liền. Bèn đổi ngược mộng chi đao, một đao chém xuống, trong tiếng gầm thét kích động, bổ nứt tiềm thức hải, thu hồn liễm thân, nhảy vào trong đó. Họ Khương, ngươi không phải ở trong quá khứ lịch sử gào tên ta sao? Không phải vội vã muốn nhìn thấy sự oai hùng của ta à? Ta đi đến đây. Tiếp đao. Âm dương vốn chỉ cách nhau một niệm,
trong tiềm thức Hải vẫn còn chưa tan hết tiếng vọng của Khương Vọng. Nghìn năm có thể vượt qua, vạn dặm nào có xa xôi. Đấu chiêu từ tiềm thức Hải nhảy ra, bạch nhật mộng chân thật, khí thế hùng hồn, kim thân sáng lạn, khoác một chiếc áo bào đỏ viền vàng, không hề thấy chút âm trầm nào. Hắn chiến ý ngút trời, xách đao nhìn quanh, lại chỉ thấy Tả Quang Thù cùng cái kia khuất khuất và Hoài Quốc Công, Tả Công gia. Đấu chiêu lập tức thu đao hành lễ, vẻ kiêu ngạo trên mặt hóa thành nụ cười, ngài đang dùng tiệc gia đình sao? Quấy rầy rồi, ta tìm Khương Vọng có chút việc, cáo từ trước. Hắn thân bất do kỷ ngồi xuống, đã đến rồi, cứ ăn một miếng cơm trước đã. Tả Hiêu khó có được lúc tỏ ra thân thiết, ta đã cho người báo với lão thái thái, bà ấy giải quyết xong việc sẽ lập tức quay lại đánh ngươi. Việc gì? Đón ta còn chưa đủ quan trọng sao? Lão thái thái đi làm gì? Không đúng, tên tiểu tử Khương Vọng kia đâu? Không phải vừa rồi còn ở đây sao? Có phải sợ bị đánh nên gọi người nhà đến, cho nên trốn rồi không? Trong lòng Đấu Chiêu hiện ra hàng vạn câu hỏi, nhưng đều bị ánh mắt Hoài Quốc Công ném tới dập tắt. Tiểu Chiêu, ngươi là người có quy củ. Tả Hiêu bình tĩnh nói, ăn không nói, ngủ không nói, ăn xong rồi hãy nói. Lý Mão cứ như vậy lướt qua Đấu Chiêu. Hắn nhẹ nhàng đi trên con đường quen thuộc, như thể số mệnh đã định sẵn, bay đến phía trên A Tỳ Quỷ Quật. A Tỳ Quỷ Quật là nơi hung hiểm nhất trên đời, vô số ác quỷ tụ tập, không đáy không bờ. Chân quân bình thường nếu chẳng may rơi vào trong đó, cũng khó mà sống sót. Nhưng hắn là thiên quỷ, là tồn tại có thể ký kết ở đây. Lần này đến A Tỳ, như trở về nhà. Quê hương của hắn đã không còn, quỷ hương của hắn có thể ở nơi này. Con đường quỷ tu, gập ghềnh trắc trở, vạn năm khó có được điều tốt đẹp. Lão già trong A Tỳ Quỷ Quật đều là những oán khí cũ tích lũy từ rất nhiều thời đại trước. Gần 2.000 năm nay, chỉ có một mình Lý Mão hắn tu thành thiên quỷ. Là Văn Trung đã chết, Văn Cảnh Tú vong quốc, giúp hắn thành tựu. Từ khoảnh khắc hắn thành đạo, đã nắm giữ quyền hành của A Tỳ Quỷ Quật. Hắn thuộc về nơi này, hắn và quỷ vật nơi này là đồng loại. Hiện tại, hắn muốn nắm giữ nhiều hơn. Sau khi Quỷ Hoàng Luyện Hồng ra đời, quỷ đạo mở rộng, A Tỳ Quỷ Quật trở nên càng thêm nguy hiểm, cũng có ý nghĩa quan trọng hơn. Mà đây, chính là nguyên nhân hắn đến đây. Không có ai thích hợp hơn hắn, không có thân phận nào thích hợp hơn hắn. Xa quê hương hơn 1.000 năm, hồn phách hắn lưu luyến ở tiền đường. Việt quốc đã diệt vong, lý tưởng của hắn vẫn còn đó. Hắn muốn trở thành chúa tể của thiên quỷ, hắn muốn làm chủ nơi này, hắn muốn thay mặt Bình Đẳng Quốc, gánh vác trách nhiệm quản lý A Tỳ Quỷ Quật. Đương nhiên cũng phải thu hoạch công đức trị bình vẫn tiên lâm. Ví dụ như bậc hiền triết của Mặc Gia Nhạc Hiếu Tự, dùng càn khôn chính xác lưỡng giới hồi long trận, ở Ngu Uyên dựng lên hình chiếu chân thật của võ quan, đóng một cây đinh cho nhân tộc ở Ngu Uyên, giành được công đức cho Mặc Gia. Đến nay vẫn được người đời ca tụng. Chương 3048, Thiên Công, 4. Ngày nay nếu Bình Đẳng Quốc có thể quản lý A Tỳ Quỷ Quật, từ nay về sau ở hiện thế sẽ có một phần cơ nghiệp. Không còn là quỷ trong bóng đêm, du hồn nhân gian, mà là có thể đường hoàng đứng dưới ánh mặt trời. Tuy rằng vùng đất đầy ánh mặt trời này nằm ở Vẫn Tiên Lâm, nhưng đây chính là công lao được hiện thế công nhận, là võ huân được nhân tộc tán thành. Ở thời đại ngày nay, chỉ có tuyệt địa như Vẫn Tiên Lâm mới còn có không gian để khám phá. Tổ chức như Bình Đẳng Quốc, nếu dựng cờ ở bất kỳ nơi nào khác, chắc chắn sẽ bị nhổ bỏ. Điều này cũng đại diện cho sự chuyển biến và thử nghiệm của Bình Đẳng Quốc từ một tổ chức trong bóng tối, ủng hộ nước yếu phản kháng, lật đổ sự thống trị của nước lớn, chuyển biến thành tông quốc tuyên bố lý tưởng, gánh vác trách nhiệm. Trong lịch sử lâu dài, lần đầu tiên lộ diện, giống như các thế lực khác trên thế gian, tiếp nhận sự đánh giá của người đời. Lý Mão hắn sẽ trở thành người đầu tiên của Bình Đẳng Quốc đứng trước mặt người đời. Việc này có nguy hiểm cực lớn, hắn rất có thể trở thành mục tiêu công kích của mọi người, nhưng cũng ẩn chứa cơ hội to lớn. Chí hướng ở nơi xa vạn dặm, sao phải sợ phải rời xa? Muốn trị bình Vẫn Tiên Lâm, phải bắt đầu từ A Tỳ Quỷ Quật. Quản lý A Tỳ Quỷ Quật, bản thân việc này cũng là đang tăng thêm sức nặng cho cuộc chiến giữa Hoàng Duy Chân và thế lực siêu thoát thần bí kia ở Vẫn Tiên Lâm. Bình Đẳng Quốc dốc toàn lực ủng hộ trận chiến siêu thoát này, chuẩn bị cho nhân tộc nghênh chiến thần tiêu. Ta là Lý Mão. Giọng nói của Lý Mão vang vọng khắp quỷ quật như lời tuyên cáo của trời. Hôm nay ta là thiên quỷ tiền đường quân, ở đây lập nên thiên công thành. Lấy tâm ta, cảm nhận thiên tâm, đại công cho thế gian. Thành này yên ổn một góc, tu hành cuộc sống bình an. Trừ gian diệt bạo, cứu người giúp đời, rửa oan trừ ác. Người trong thiên hạ đều là người một nhà, vạn vật sinh ra không phân cao thấp.
người có chí hướng bình đẳng trong thiên hạ, bất kể quốc gia, dòng họ, đều có thể vào Thiên Công Thành của ta. Sâu trong quỷ quật, vang lên từng tiếng gầm gừ giận dữ. Đó là những thiên quỷ cổ xưa, không hài lòng với sự khiêu khích của kẻ mới đến. Lý Mão cũng không nói nhảm, trực tiếp nhảy vào trong quỷ quật. Ào ào, tiềm thức hải cuồn cuộn gào thét. Khương Vọng nghịch chuyển âm dương, kiếm chém hư không, bước ra từ khe nứt của Bạch Nhật Mộng. Hắn đến Vẫn Tiên Lâm. Ở phủ Hoài Quốc Công, hắn đã cảm nhận được động tĩnh đấu chiêu xuất thế trước tất cả mọi người, thông qua tiếng vọng của tiềm thức hải. Cũng nhận được lời thỉnh cầu của đấu chiêu. Tên này cầu xin được gặp mặt, cầu xin được chiến đấu. Khương Vọng đáp ứng yêu cầu đầu tiên của hắn. Dựa vào liên hệ còn sót lại trong thời không kính ảnh, thông qua sự kết nối của truyền thừa âm dương, xây dựng thông đạo giữa tiềm thức hải và Bạch Nhật Mộng. Đây cũng là lúc Bạch Nhật Mộng của đấu chiêu chân chính đại thành, nhất niệm hóa thành chân thật. Cũng là lúc tiềm thức hải của hắn càng thêm rộng lớn, sóng lớn cuồn cuộn. Là truyền thừa cuối cùng của âm dương chân thánh, cho bọn họ những phản hồi khác nhau, để hắn chân chính hiểu được những dòng chảy ngầm trong tiềm thức hải. Nếu là trước kia, bọn họ đều không làm được đến mức này. Bạch Nhật Mộng của đấu chiêu thăng hoa, tiềm thức hải của hắn cũng được thúc đẩy. Đấu chiêu vừa đến, hắn vừa đi. Trên con đường âm dương, hắn và đấu chiêu vừa vặn lướt qua nhau. Cho nên một người ở nơi này, một người ở nơi kia. Tiết kiệm được thời gian đi đường, dùng tiềm thức hải kết nối với Bạch Nhật Mộng, âm dương biến chuyển, vạn dặm kinh mộng. Đối với Khương Vọng, đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm. Khoảnh khắc hắn đến Vẫn Tiên Lâm, lập tức thiên địa cảm ứng, tự có một đạo cầu vồng đen trắng, như chim yến về rừng, như bóng dáng tìm về chủ nhân. Khương Vọng rút kiếm muốn chém, nhưng lại dừng lại, hắn không cảm nhận được ác ý, ngược lại cảm thấy thân thiết. Trước đó khi đấu chiêu xuất thế, hắn đã có một loại dự cảm như có thứ gì đó đang đến gần, lần này đến Vẫn Tiên Lâm, cũng có nguyên nhân là vì muốn đón nhận. Giờ khắc này, tâm thần của hắn trở nên vô cùng xa xôi, tiềm thức hải như thể được kết nối với một vực sâu vô tận. Ở sâu dưới đáy vực sâu, có một tiếng cười bi thương, thiên diễn vô cùng, nhân sinh hữu hạn. Đó là giọng nói của âm dương chân thánh Châu Hối Minh. Tiếp theo đó là lời tiên tri của âm dương gia đã trải qua hàng chục vạn năm thăng trầm. Truyền thừa âm dương của ngũ đức tiểu thế giới đến nay được nối tiếp. Hắn và đấu chiêu, mỗi người được một phần. Khương Vọng nhất thời không có tâm trạng để ý đến những kiến thức đang ồ ạt kéo đến, hắn chỉ cảm nhận được một nỗi buồn sâu sắc. Vì sao vị thánh nhân kia lại đau buồn như vậy? Hắn cố gắng lắng nghe tiếng cười bi thương kia, nhưng càng nghe lại càng thấy xa vời. Giọng nói đó như muốn nói cho hắn biết điều gì, nhưng lại bị biển sâu vô tận kia nhấn chìm. Nhìn lại lịch sử, chỉ thấy một màn sương mù. Nhìn về phía vận mệnh, lại không thấy được con đường phía trước. Quan Âm Bồ Tát lắng nghe vạn vật, trong đó dường như có tiếng sóng của vận mệnh. Vẫn Tiên Lâm, Vẫn Tiên Lâm, kiếm tiên đến đây là điềm gở sao? Khương Vọng nhìn xung quanh, chỉ cảm nhận được một sự bình yên từ trong ra ngoài. Điềm lành hay điềm gở, đều do lòng người quyết định. Khoảnh khắc rời khỏi sông Tiền Đường, hắn tự nhận đã đạt đến cảnh giới động chân mà ít người đạt được. Sau khi tiếp nhận truyền thừa cuối cùng của âm dương chân thánh, hắn lại nhìn thấy những cảnh tượng khác nhau ở cảnh giới này. Lúc này, hắn muốn nhìn xa hơn nữa. Hắn không quan tâm đến nguy hiểm trước mắt. Tìm một người ở Vẫn Tiên Lâm còn khó hơn mò kim đáy bể. Điều kiện tiên quyết là người này không muốn bị ngươi tìm thấy. Lúc này, chiến ý của Khương Vọng đang sục sôi, không muốn chờ đợi thêm nữa. Ngẩng đầu nhìn trời, lập tức có một đạo kiếm quang xẹt qua, chém tan bóng tối, cắt đứt tia chớp màu tím, phá vỡ màn sương, tiếng kiếm vang vọng khắp nơi. Ngoài lịch sử được phản chiếu dưới đáy sông Tiền Đường, Khương Vọng chưa từng đến Vẫn Tiên Lâm. Vẫn Tiên Lâm trong lịch sử phản chiếu đã có rất nhiều điểm khác biệt so với hiện tại. Sự thay đổi liên tục và không theo quy luật chính là một trong những nguyên nhân khiến Vẫn Tiên Lâm không thể bị khám phá rõ ràng sau nhiều năm như vậy. Tính ra, đây là lần đầu tiên Khương Vọng đến Vẫn Tiên Lâm lại dùng cách cường thế như vậy để tuyên bố sự xuất hiện của mình. Phải biết rằng Vẫn Tiên Lâm vô cùng nguy hiểm, ngay cả chân quân cũng có thể bỏ mạng. Không biết có phải vì đến đây thông qua con đường âm dương, tiếp nhận tàn niệm của âm dương chân thánh, nhiễm phải một phần mảnh vỡ giấc mơ của đấu chiêu, bị ảnh hưởng bởi tính cách của hắn hay không? Hay có lẽ, trạng thái của hắn lúc này đã mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bộc lộ tài năng, không thể che giấu, nhất định phải bộc phát ra ngoài. Tiếng kiếm reo này còn bá đạo hơn cả đấu chiêu. Vẫn Tiên Lâm khắp nơi đều là nguy hiểm, tiếng kiếm reo này, đạo kiếm quang này, giống như chọc vào tổ ong vò vẽ, một tiếng vang lên, kinh động tám phương. Vô số tiếng động vang lên, gần như cùng một lúc.
mây đen che kín bầu trời, quỷ quái gào thét. Tiếng kêu la thảm thiết, oán hận ngập tràn. Nhưng Khương Vọng chỉ chú ý đến một tiếng trong số đó. Đó cũng là một tiếng kiếm reo. Tiếng này giống như bầu trời sụp đổ, giống như mây đen chuẩn bị đổ mưa. Ầm ầm ầm. Tia sét dài hàng vạn trượng, trong nháy mắt xé toạc bầu trời Vẫn Tiên Lâm. Từ khe nứt do tia sét tạo ra, một thanh kiếm vô cùng tàn khốc rơi xuống. Sống kiếm thẳng tắp, chuôi kiếm bằng phẳng, hai lưỡi sắc bén. Nói ra thì nó cũng có vẻ rất công bằng. Giống như đang hưởng ứng với Thiên Công Thành vừa vang lên ở A Tỳ Quỷ Quật. Mỗi người trên thế gian này đều có suy nghĩ khác nhau, cho dù là một từ ngữ đơn giản nhất, cũng có vô số cách hiểu. Giống như công bằng của ai mới là công bằng thật sự. Khương Vọng thấy muôn hình vạn trạng, nghe muôn vàn âm thanh, nhưng chỉ nhìn chằm chằm vào thanh chiêu văn đạo này. Lục Xương Hà đã đến. Lần đầu gặp nhau bên bờ Phượng Khê, nào ngờ lại có ngày gặp lại như thế này. Không một lời nói nhảm, không một chút cảm xúc. Hai bên chỉ dùng một tiếng kiếm reo để chào hỏi lẫn nhau. Chiêu văn đạo gặp trường tương tư, chính là đã đến đường cùng. Động chân đến mức này, đã là cảnh giới cao nhất. Đời người đến lúc này, nên có một người dừng lại. Bầu trời là hữu hạn, giới hạn được vạch ra bởi thanh danh kiếm có tên chiêu văn đạo. Sấm sét giữa trời quang, chính là sấm sét hủy diệt thế giới. Tất cả khe nứt của vạn vật, đều do thanh kiếm này tạo ra. Sát khí cực hạn kia, trong nháy mắt xé nát không gian xung quanh hàng ngàn dặm, một kiếm san bằng núi non. Vô số lá cây bị xé vụn, vô số tàn ảnh của quỷ vật gào thét, bụi bay mù mịt, cảnh sắc cuối thu rơi vào hư không. Chiêu văn đạo của Lục Xương Hà mang đến cho Vẫn Tiên Lâm, nơi không phân biệt ngày đêm, bốn mùa lẫn lộn, một vẻ điều hưu. Giữa khung cảnh đổ nát, Khương Vọng đứng đó, tay nắm chặt kiếm. Trường tương tư dường như chưa từng rời khỏi vỏ, hắn dường như chưa từng động đậy, nhưng tất cả kiếm ý sắc bén, trước khi đến gần hắn, đều đã bị chém nát. Lục Xương Hà chém ra một kiếm phá vỡ trời đất, kiếm của hắn chém nát sự phá vỡ này. Các bạn đang nghe truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.top. Chương 3049, Thiên Công, 5. Cảnh vật trong Vẫn Tiên Lâm luôn mang một vẻ u ám. Lúc này, cảnh cũ giống như lá khô, từng mảnh rơi xuống. Trong không gian vỡ vụn rồi lại khôi phục, bóng dáng Khương Vọng đứng đó, tay nắm chặt kiếm, giống như là sự vĩnh hằng duy nhất không thay đổi. Kiếm ý và kiếm ý đang chém giết lẫn nhau. Trong nháy mắt đã giao phong hàng ngàn hàng vạn lần, hắn ngẩng đầu lên. Rồi nhìn thấy người đàn ông tóc trắng bay trong gió. Nhìn thấy đôi mắt kia, giống như lần đầu gặp nhau khi còn nhỏ, giống như vô số lần giật mình tỉnh giấc trong mơ. Đôi mắt này dường như vĩnh viễn không có cảm xúc, trong kiếm của ngươi không có hận. Khương Vọng không hiểu sao lại cảm thấy xúc động, ta cứ tưởng ngươi sẽ hận ta. Lục Xương Hà nắm chiêu văn đạo trong tay, giữa y và Khương Vọng là vực sâu với vô số mảnh vỡ không gian rơi xuống. Y bình tĩnh nói, chúng ta không oán không thù. Hai người đứng hai bên, như đứng ở hai bờ biển khổ. Khương Vọng nói, tuy ta không hối hận, nhưng ta đúng là đã giết đồ đệ của ngươi, Dịch Thắng Phong, còn giết cả sư tỷ của ngươi, Thiên Cơ Chân Nhân Nhậm Thu Ly. Kiếm là để giết người, giết ai cũng không khác nhau. Lục Xương Hà nói, chỉ phân biệt mạnh yếu. Ánh mắt Khương Vọng phức tạp, ngươi có đạo lý của ngươi. Ngươi luôn thể hiện đạo lý của ngươi, nhưng ngươi chưa từng nghe. Lục Xương Hà nói, ngươi cũng không quan tâm ta có nghe hay không. Khương Vọng nói, ta không biết nên thấy may mắn hay nên thấy đáng tiếc, không biết nên khen hay nên thở dài. Lục Xương Hà nhìn hắn, năm đó ta mang Dịch Thắng Phong đi, không cứu ngươi, ngươi có hận ta không? Khương Vọng nói, đã từng hận. Lục Xương Hà nói, bởi vì khi đó ngươi còn rất yếu. Hiện tại ngươi đã biết, ngươi không có lý do hận ta. Khương Vọng lắc đầu, lúc ấy ta còn chưa có năng lực tự bảo vệ mình. Ngươi đã dẫn ra ác niệm của Dịch Thắng Phong, dẫn đến nguy hiểm cho ta, đồng thời còn lựa chọn làm ngơ. Ta không có lý do hận ngươi sao? Chỉ là ngươi cảm thấy không có, bởi vì ngươi là một kẻ không có tình cảm. Lục Xương Hà mặt không biểu cảm, ngươi muốn nói ta sai. Đối với trận quyết đấu này, Khương Vọng luôn cho rằng mình không quá để ý, nhưng vẫn đi tới Vẫn Tiên Lâm vào thời điểm thế cục phức tạp như vậy. Hắn cũng tự hỏi mình vì sao. Hiện tại hắn đã hiểu rõ. Hắn không phải đang tham dự một cuộc họp tuyệt đỉnh, hắn đang tới một lời hẹn từ thời thơ ấu. Càng gặp nhiều người, trải qua nhiều chuyện, ngược lại ta càng không dám phán đoán đúng sai đơn giản như lúc trước, đó là một ta quá thiếu kiên nhẫn. Khương Vọng nắm trường tương tư trong tay, đặt ngang trước người, dành cho Lục Xương Hà sự tôn trọng lớn nhất, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta khác với ngươi, đã đi đến nơi xa hơn ngươi.
thanh kiếm hữu tình này của ta đã mạnh mẽ hơn kiếm vô tình của ngươi rất nhiều. Những thứ khác đều là cảm nhận của chính ngươi. Lục Xương Hà không nói thêm lời nào, đi về phía Khương Vọng trong không gian đang sụp đổ. Vậy để ta xem một chút, xa hơn ở đâu, mạnh hơn thì sẽ như thế nào. Mỗi khi y tiến lên một bước, kiếm thế của y lại sắc bén hơn một phần. Sát lực đã đạt tới cực hạn của động chân còn đang không ngừng ngưng tụ, không ngừng tăng cao. Thiên địa là một cái vỏ kiếm, bản thân y chính là thanh kiếm đại biểu cho sát lực đạt tới cực hạn. Từ nam đầu tinh thần một đường chém giết tới đây, từ tiểu thế giới chém giết đến đại thế giới. Quá trình tiến lên là quá trình khai phong, dường như chính bởi vì y tiến lên mới có sự phân chia trời và đất. Y chém ra tất cả những thứ này, y dường như có sát lực vô tận. Khương Vọng nhìn y, là giấc mộng ngước nhìn tung kiếm lên trời xanh của thời thơ ấu. Là kẻ đến sau trên đỉnh cao động chân, nhìn về phía người trước tiên chiếm cứ đỉnh phong này. Chờ đến khi sát lực của Lục Xương Hà dồn đến cực hạn, hắn mới thả lỏng tay nắm chuôi kiếm, nhẹ nhàng rút kiếm ra. Giống như mở cổng xả lũ, là kiếm muốn ra khỏi vỏ, chứ không phải hắn muốn giết người. Trường Tương Tư sớm đã không thể kìm nén, gần như bay ra khỏi vỏ. Kiếm khí gào thét không ngừng, như hổ gầm rồng ngâm. Tâm trạng của Khương Vọng lại rất bình tĩnh, tinh thần của hắn đang bừng lên. Một kiếm chưa hoàn thành trong lịch sử phản chiếu của Kính Hồ, một kiếm ở Việt Quốc vừa ra khỏi vỏ đã trấn áp Tiền Đường, hiện tại xuất hiện ở Vẫn Tiên Lâm. Đây là lần đầu tiên nó thể hiện hoàn chỉnh ở thế giới này, so với thời khắc chưa hoàn thành trong lịch sử phản chiếu của Kính Hồ, lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Kiếm của hắn chém ra năm tháng như một khúc ca, là dòng sông lịch sử cuồn cuộn chảy xiết. Trong tiềm thức, biển ý thức hiện ra vô số vong hồn dưới kiếm Trường Tương Tư, cuồn cuộn trong những mảnh vỡ của dòng sông lịch sử. Trang Thừa Càn, Trang Cao Tiện, Trương Lâm Xuyên, Khuyển Ứng Dương, Tĩnh Thiên Lục Trần. Hoặc ca hát hoặc gào thét hoặc khóc lóc. Lúc này mới thật sự đạt tới cảnh giới tâm ý tương hợp, niệm cùng chân nhất, một kiếm chém thế gian, chém ý niệm, chém suy nghĩ, chém cả bản thân. Một kiếm này cũng giao phó quá khứ của hắn cho Lục Xương Hà cảm nhận. Giờ khắc này Khương Vọng không có chút hận ý nào, hắn cũng không có bất kỳ tình cảm dư thừa nào khác. Thiên đạo của Lục Xương Hà là thiên đạo vô tình. Thiên đạo mà hắn nhìn thấy dường như chỉ là cao miểu. Hắn dường như đã đến nơi cao vô hạn, tinh thần của hắn dường như đang bay lượn trên dòng sông vận mệnh, những gợn sóng của dòng sông vận mệnh. Dư Bắc Đầu đã từng đưa hắn vào dòng sông vận mệnh, nhưng hắn không nhìn thấy gì cả. Hiện tại hắn dựa vào sức mạnh của chính mình để đến đây, lại nhìn thấy quá nhiều thứ. Hắn nhìn thấy đôi mắt phượng màu xanh lam, sau khi đôi cánh tuyệt mỹ lướt qua, thiên đạo bỗng trở nên hùng mạnh. Hắn nhìn thấy tai thú phát cuồng chạy trong rừng rậm, nơi nó đi qua cỏ cây đều khô héo. Trong đôi mắt trâu không phân biệt được là sự tàn bạo hay đau đớn. Hắn nhìn thấy người hộ đạo tên là Lý Mão của Bình Đẳng Quốc, hóa thân thành Tiền Đường Quân, liều chết chém giết trong quỷ quật. Bản nguyên không ngừng suy yếu, nhưng vẫn từng bước tiến về phía trước. Hắn nhìn thấy khuôn mặt tỏa sáng như lửa của Chiêu Vương, lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối của Vẫn Tiên Lâm, lúc vui lúc buồn. Hắn nhìn thấy thần tội quân gào thét như dòng sông vàng trong Vẫn Tiên Lâm, Tống Bồ Đề dùng cầu vàng nối liền bờ bên kia. Hắn không nhìn thấy Hoàng Duy Chân, không nhìn thấy trận đại chiến siêu thoát đang diễn ra kia. Nhưng lại mơ hồ hiểu được, tất cả những điều đang xảy ra này đều là một phần của trận đại chiến kia. Trận chiến này đã bắt đầu từ rất lâu rồi, thậm chí trước cả khi Hoàng Duy Chân trở về. Siêu thoát lấy thiên địa làm bàn cờ, vạn thế tranh giành. Thậm chí bao gồm cả kiếm của hắn và Lục Xương Hà. Khi bất kỳ ai trong số họ trở thành người phá vỡ nhận thức, kẻ siêu thoát vượt qua nhận thức kia cũng phải cập nhật nhận thức của mình. Cũng bởi vậy mà để lại dấu vết tất yếu, bị Hoàng Duy Chân nắm bắt. Trong khoảnh khắc này, đôi mắt vô tình của Lục Xương Hà nhìn thấy hai dòng sông đang gào thét, một dòng sông có tên là năm tháng, một dòng là vận mệnh. Chỉ có trải qua thời gian mới có thể thấu hiểu năm tháng, chỉ có trải qua ly biệt mới có thể cảm nhận được vận mệnh. Sức mạnh của một kiếm này khiến y lần đầu tiên lộ vẻ xúc động. Y quả thực đã nhìn thấy cảnh giới cao hơn cả cực hạn của động chân. Đây không chỉ là kiếm liên quan đến năm tháng, vận mệnh cũng đã được an bài từ lâu. Giờ khắc này y cảm thấy thỏa mãn. Nghe đạo mà chết, còn có gì đáng buồn. Tóc trắng bay múa, thiên đạo giết chết tuổi xuân, y tình nguyện chết dưới kiếm này. Y vô cùng thành kính nghênh đón kiếm của mình, trước vận mệnh và năm tháng, dơ cao sự vô tình của thiên đạo. Đối xử với người khác như vậy, đối xử với chính mình cũng như vậy. Chỉ cầu trong cực hạn của cực hạn này, nhìn thấy đạo ngân vô thượng. Nhưng chỉ có một tiếng keng vang lên, như tiếng chuông lớn, như tiếng vọng của vạn cổ.
chiêu văn đạo gãy làm đôi từ sống lưng, mũi kiếm bay lên cao, biến mất không thấy bóng dáng. Năm tháng và vận mệnh hai dòng sông giao nhau, sắp cuốn trôi kiếm khách tóc trắng này. Tinh thần cao vời của Khương Vọng bỗng nhiên hoảng hốt, như đang ở trong giấc mộng ban ngày. Hắn dường như nhìn thấy trong dòng sông vận mệnh có bóng lưng một lão nhân mặc đạo bào, không quay đầu lại vẫy tay với hắn, dần dần đi xa. Hắn nhất thời nóng ruột, lớn tiếng gọi, lão già, ngươi tính sai rồi, ngươi quay lại. Ở đoạn hồn hạp ngày 25 tháng 9 năm đạo lịch thứ 3919, ngươi nói phải 10 năm nữa mới có người đến sau vượt qua hướng Phượng Kỳ, nhìn ta. Nhìn ta, ngươi tính cái gì? Tiếng la hét đột nhiên im bặt. Khương Vọng bỗng nhiên nhớ ra, mình đã mất một năm trong kính hồ. Đã 10 năm trôi qua rồi, hắn đã là thiên hạ đệ nhất chân. Hắn thu kiếm vào vỏ, thản nhiên nói, lão già, coi như ngươi lợi hại. Thì ra khe nứt của giới hạn cổ kim động chân đã sớm mở ra ở nhất tuyến thiên của đoạn hồn hạp. Chương 3050, thiên nhân, keng. Sông kiếm thẳng đứng, nâng mũi kiếm mỏng mà sắc bén xoay tròn trên không trung. Ánh sáng phân tách trên sông kiếm, chỉ trong khoảnh khắc, như thể ánh cầu vồng tỏa ra. Nam nhân tóc trắng nắm chặt đoạn kiếm. Chuôi kiếm vốn có thể định nghĩa là hình mẫu của chính kiếm, giờ đã xoắn thành một mớ tơ hỗn độn sắt với gỗ, được năm ngón tay hắn nắm chặt. Năm ngón tay phải của hắn cũng vì thế mà chi chít vết thương. Lục Xương Hà không để ý đến vết thương của mình cũng chẳng để ý đến kiếm của mình, hắn chỉ nhìn Khương Vọng. Trong đôi mắt lạnh lùng như thiên đạo ấy, có một chút nghi vấn, tựa như gợn sóng hiếm thấy. Một kiếm dung hợp cả năm tháng và vận mệnh kia của Khương Vọng lại không giết hắn. Hắn là người đứng trên tuyệt đỉnh của động chân, đã đợi Khương Vọng rất lâu. Giết hắn không cần lý do, không giết hắn mới cần lý do. Nếu hôm nay kẻ thắng là hắn, hắn sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho Khương Vọng. Không phải hắn hận Khương Vọng, hắn không hề oán hận Khương Vọng, mà là không cần thiết. Chém ra một kiếm đã vượt qua giới hạn của động chân như thế, hắn sẽ thuận theo tự nhiên mà tiến về phía trước. Cho dù phía trước là cỏ cây hay chim muông, là người quỷ hay yêu ma, một kiếm quét qua là được. Hắn sẽ không vì Khương Vọng mà thu liễm. Khương Vọng sống hay chết, không quan trọng. Khương Vọng và vạn vật trên thế gian này không có gì khác biệt. Nhưng tại sao Khương Vọng phải vì Lục Xương Hà hắn mà cố ý thu liễm? Chẳng lẽ bài học bên bờ sông Phượng Khê năm đó vẫn chưa đủ sâu sắc? Mà cho dù là một chút gợn sóng, một chút nghi hoặc liên quan đến sinh tử này cũng không lưu lại quá lâu trong lòng Lục Xương Hà. Vào khoảnh khắc như vậy, vị chân nhân tóc trắng có danh hiệu Thất Sát nhìn Khương Vọng một cách bình tĩnh. Hắn không hỏi vì sao không giết ta, mà hỏi rằng còn một kiếm nữa không? Khương Vọng nghĩ thế nào vốn dĩ không quan trọng, giết hắn hay không giết hắn cũng chỉ là một trong vô số lựa chọn bình thường sẽ xảy ra mỗi ngày trên thế giới này mà thôi. Hắn chỉ mong đợi một cảnh giới cao hơn, muốn xem thử trong động chân cảnh này liệu còn có kiếm pháp nào mạnh hơn nữa hay không. Đạo này chưa đến cực hạn, tâm này khó mà chết được. Lúc này Khương Vọng đã thu kiếm vào vỏ, phong mang tuyệt thế đều được thu liễm, tâm thần cao xa mờ mịt cũng trầm xuống, hào sảng khi đứng trên tuyệt đỉnh của động chân cảnh cũng tiêu tán, trở nên nhạt nhẽo. Mà những điều này đều không liên quan gì đến Lục Xương Hà. Thế giới siêu phàm rực rỡ, từng được kiếm quang của Lục Xương Hà mở ra bức tranh cuộn đầu tiên cho cậu bé năm đó. Nhưng hắn loạng choạng chạy ra khỏi trấn Phượng Khê, con đường đi từ trước đến nay vốn đã khác với con đường của Lục Xương Hà. Con đường này từ ven sông nhỏ ở trấn Phượng Khê đã phân nhánh. Khương Vọng và Dịch Thắng Phong khi còn nhỏ đã sớm đưa ra lựa chọn. Giấc mộng tu tiên năm đó ở nơi chân trời, nỗi đau không thể tin được lại ở dưới đáy nước. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đến nay, ba chữ Lục Xương Hà cũng chỉ là phong cảnh lướt qua mà thôi. Đã lướt qua rồi, ta phải về nhà ăn cơm, Khương Vọng nói. Hắn thản nhiên liếc nhìn Lục Xương Hà, thân hình như hơi nước loang ra trên giấy, mờ nhạt biến mất. Ánh mắt như thế, Lục Xương Hà nhìn thấy đôi mắt của chính mình trong đôi mắt trong như gương kia. Hắn như nhìn thấy một dòng sông trong vắt, chảy xuôi theo năm tháng. Băng qua dòng sông trong vắt, hắn và Khương Vọng nhìn nhau, dường như vẫn tựa như năm đó. Lúc này hắn mới nhận ra, nỗi khiếp sợ và kinh hãi khi chìm sâu dưới đáy nước năm đó là đôi mắt của một đứa trẻ, lần đầu tiên phản chiếu thế giới siêu phàm kỳ quái này. Nhưng có lẽ dòng sông nhỏ ở trấn Phượng Khê quá trong, ánh nước quá gợn sóng, vậy mà lại lệch khỏi sự vô tình, rửa trôi cả phản bội. Vậy còn lưu lại điều gì? Là chấp nhất với đạo hay sao? Lục Xương Hà không quan tâm. Thế nhưng bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, bàn tay bị cứa đến không còn một mảnh thịt nào, chỉ trong khoảnh khắc ấy, lại không còn chút sức lực. Hắn lại nắm chặt. Hắn vẫn luôn cảm thấy, giữa hắn và Dịch Thắng Phong,
hoặc là giữa hắn và Khương Vọng. Tóm lại, một người là hắn, một người là bóng lưng mà hắn vẫn luôn chờ đợi, Hướng Phượng Kỳ. Hai người như thế chỉ có một người có thể tiếp tục tiến về phía trước, mà hắn chính là người tiến về phía trước. Hắn dạy dỗ Dịch Thắng Phong không hề giữ lại chút nào, hắn chờ đợi Khương Vọng cũng là thật tâm thật ý. Hướng Phượng Kỳ chết trong một trận khiêu chiến điên cuồng, chấn động cổ kim, khiến hắn vĩnh viễn mất đi khả năng đuổi theo. Trên đời này không còn Hướng Phượng Kỳ, cho nên hắn muốn bồi dưỡng ra một người, hoặc là chờ đợi một người. Hiện tại đương nhiên hắn biết Khương Vọng không phải là cái bóng của bất kỳ ai. Người có thể vượt qua Hướng Phượng Kỳ sẽ không là Hướng Phượng Kỳ thứ hai. Hiện tại, lúc này, trong câu chuyện chỉ có thể có một người tiến về phía trước này, Khương Vọng nói. Ta đi trước, ngươi đi theo đi. Không theo kịp cũng không sao. Kết thúc của câu chuyện hoàn toàn khác với tưởng tượng. Nhưng, đây cũng là lẽ thường. Người có thể chiến thắng chính mình, nhất định là người có thể phá vỡ tưởng tượng của chính mình. Lục Xương Hà không nói gì thêm, chỉ nắm chặt thanh kiếm gãy gần như không nhìn ra hình dạng của mình, nặng nề bước về phía xa xa. Gió thổi tóc trắng, tựa như sương phủ tuyết rơi. Tựa như lúc ban đầu ở ngoại ô trấn Phượng Khê, kiếm quang xẹt qua, rồi không quay đầu lại nữa. Soạt soạt, kiếm quang xé rách màn trời cũng mở ra cả sóng lớn. Biển tiềm thức mênh mông vô bờ, lặng lẽ lay động trong gió biển. Vị khách mặc áo xanh, đầu đội ngọc quan, thản nhiên bước đi trên mặt biển như gương. Trong tấm gương hải dương, thứ được phản chiếu không phải là hắn và bầu trời của hắn, mà là một trời đất khác, cùng với cây cầu màu trắng dưới trời đất ấy. Nối liền ảo tưởng và hiện thực, chốn mộng ban ngày. Nếu như trên cầu mộng ban ngày có người đang đi, như vậy ở thế giới bên kia, vị khách áo xanh đội ngọc quan kia cũng sẽ được phản chiếu dưới đáy biển. Bạch Nhật Mộng và Tiềm Thức Hải là hai thế giới phản chiếu lẫn nhau, chúng liên kết với nhau, cùng nhau cấu thành nên âm dương chân đồ. Chỉ cần một ý niệm, âm dương đảo ngược, tam đồ quán thế, Khương Vọng có thể từ nơi này đến nơi khác. Hắn muốn trở về phủ Hoài Quốc Công ăn cơm, con đường nhanh nhất đương nhiên là men theo âm dương chân đồ mà trở về. Nhưng đúng lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt của hắn sáng như gương treo, không một gợn sóng. Phản chiếu tất cả, như thể cũng đánh mất tất cả. Chỉ trong khoảnh khắc thật sự chém ra tuế nguyệt như ca, đẩy nó đến thời khắc giao hòa với vận mệnh, tâm thần của hắn tăng lên vô hạn, rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế này. Quá gần với thiên đạo tất nhiên cũng bị thiên đạo hấp dẫn, thậm chí là đồng hóa. Hắn quá mạnh mẽ. Hai vị tuyệt đỉnh chân nhân là Văn Trung và Cao Chính đã giúp hắn bù đắp những tiếc nuối cuối cùng trước khi bước vào cảnh giới tuyệt đỉnh. Lịch sử của Việt Quốc khiến hắn thấu hiểu đạo lý tuế nguyệt như ca, bắt đầu giết nam đầu khiến hắn lĩnh ngộ được vận mệnh, truyền thừa của Châu Hối Minh khiến hắn nhìn thấy thánh đồ. Sau khi đánh tan Triều Văn Đạo đại biểu cho sát lực cực hạn của động chân cảnh, kiếm ý của hắn vẫn đang tăng lên, tâm thần của hắn vẫn đang hướng đến nơi cao hơn. Hắn thật sự đã nghe đạo, hắn đã nhìn thấy con đường cường đại vô song. Hợp nhất với thiên đạo, ngự trị cửu thiên, ở tận cùng của thời không, bên ngoài nhân quả, quan sát dòng sông thời gian và dòng sông vận mệnh giao hòa. Thậm chí, đây còn không phải là một loại cám dỗ không liên quan đến lực lượng hay cảnh giới. Đây là một sự thật hiển nhiên. Thiên địa vạn vật, cuối cùng đều sẽ quy về một, đó là số mệnh đã được định sẵn. Mà hắn may mắn được nhìn thấy, có duyên tham dự. Mỗi một bước Khương Vọng chậm rãi đi trên mặt biển tiềm thức hải, thật ra đều đang chống lại loại tất nhiên hợp nhất với thiên đạo kia. Trong mắt hắn, như thể nhìn thấy một mảng hào quang màu xanh lam. Thiên Hoàng Không Uyên mỹ lệ đến cực điểm, đang dang rộng đôi cánh trong ánh sáng lưu chuyển. Khương Vọng dường như đang nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lam kia, hay nói cách khác, đôi mắt của hắn dường như chính là đôi mắt ấy. Tựa như một con diều đứt dây, không tự chủ được mà bay lên cao hơn, rồi từ một con diều biến thành Phượng Hoàng thực sự. Hắn càng bay càng cao, càng bay càng cao. Rắc, rắc, rắc. Xương ngón tay phát ra tiếng vang, kinh mạch như dòng sông cuộn trào trên núi non. Hắn nắm chặt chuôi kiếm. Kiếm không rời vỏ nhưng hắn đã đứng vững trên mặt biển gập ghềnh. Tận cùng thời không như có một tấm gương, đôi mắt hắn nhìn vào đôi mắt màu xanh lam trong gương. Hai đôi mắt rốt cục cũng tách ra. Hắn nhìn thấy một chút dao động trong đôi mắt màu xanh lam của Phượng Hoàng. Như thể đang nghi ngờ, tại sao không nắm lấy cơ hội đi đến cảnh giới cường đại vĩnh hằng. Đôi mắt này không đại diện cho Không Uyên đã được sinh ra, càng không đại diện cho Hoàng Duy Chân, chỉ là một loại biểu hiện của thiên đạo, dựa trên cảm nhận của cá nhân mà tạo ra phản hồi lại. Khương Vọng lắc đầu, đó là đạo của trời, không phải đạo của ta. Nghe đạo rồi lại bỏ đạo. Cạch, đôi mắt màu xanh lam, vỡ vụn như tấm gương. Hoàng Duy Chân sáng tạo ra Thiên Hoàng Không Uyên trong ảo tưởng,
gia tăng cho thiền đạo. Khương Vọng đang leo lên tuyệt đỉnh cũng nhờ vào đó mà chém ra một kiếm vượt qua cực hạn của động chân cảnh từ cổ chí kim, gần với thiền đạo. Tương ứng với điều này, hắn cũng bị thiên đạo cảm ứng. Hắn đang chống lại loại cảm ứng này. Bóng lưng Dư Bác Đấu phất tay rời khỏi dòng sông vận mệnh là một loại gợn sóng của bản thân. Hắn nói với Lục Xương Hà hắn muốn về nhà ăn cơm cũng là cách hắn lựa chọn để thoát khỏi thiên đạo. Trong lúc vô tình, phủ Hoài Quốc Công của Sở Quốc, đối với hắn mà nói, đã mang một phần ý nghĩa của nhà. Một phần khác, ở Lăng Tiêu Bí Cảnh, người sống trên đời đều bị ràng buộc bởi chữ tình. Khương Vọng thu hồi ánh mắt khỏi bầu trời, tạm thời rút bản thân ra khỏi thiên đạo. Nói là tạm thời bởi vì muốn rút ra hoàn toàn không phải chuyện dễ dàng, đây nhất định là một quá trình rất dài. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt nhìn vào người mình. Ánh mắt ấy như dòng nước cuồn cuộn, dội lên người hắn từ trong ra ngoài. Với nhãn lực của hắn hiện tại, vậy mà không cách nào nhận ra được ánh mắt này là của ai, từ đâu bắn tới. Ánh mắt này rõ ràng mỏng manh như vậy nhưng lại mênh mông vô bờ. Rõ ràng không hề che giấu nhưng lại không có dấu vết, tất cả thông tin đều không thể nào nắm bắt được. Trong lòng Khương Vọng dâng lên một cảm giác hiểu ra. Đây chính là vị tồn tại vĩ đại vô danh trong Vẫn Tiên Lâm. Không phải hắn có năng lực nhìn thấu ánh mắt này, mà là trong quá trình bị ánh mắt này đưa vào nhận thức, hắn đã có cảm giác bị nhận thức. Cũng bởi vậy mới hiểu được, bản thân đang bị nhìn vào. Hắn đã nhìn thấy trên dòng sông vận mệnh, một kiếm kia của hắn sẽ liên lụy đến trận chiến siêu thoát. Cũng bởi vậy mà đoán được kẻ đang nhìn vào mình là ai. Dưới ánh mắt như thế, những tồn tại dưới cảnh giới tuyệt đỉnh gần như không có bí mật gì đáng nói. Khương Vọng không hề có ý định truy tìm, chỉ yên lặng chờ đợi chỉ trong nháy mắt. Hắn hiểu rất rõ, quá trình hắn bị đưa vào nhận thức chính là quá trình Hoàng Duy Chân bắt giữ vị siêu thoát thần bí của Vẫn Tiên Lâm kia. Vị tồn tại kia cũng có thể lựa chọn không để ý đến một kiếm phá vỡ cực hạn động chân của hắn nhưng thiếu đi nhận thức về một kiếm quang tính lịch sử này. Vị tồn tại thần bí của Vẫn Tiên Lâm sẽ không thể duy trì trạng thái thoát khỏi nhận thức kia nữa. Thứ đang chờ đợi vị này chính là khế ước siêu thoát, thiên hạ cùng ký tên. Siêu thoát có chiến tranh của siêu thoát, Khương Vọng đã làm xong những gì mình nên làm. Sau một khắc yên lặng chờ đợi, Khương Vọng nhấc mũi chân lên, nhẹ nhàng điểm một cái, tạo nên gợn sóng trên mặt biển tiềm thức hải. Nhưng mặt biển bỗng tối sầm lại, không còn trong suốt như gương cũng mất đi tất cả những thứ được phản chiếu. Không còn nhìn thấy cây cầu mộng ban ngày kéo dài vô tận kia nữa. Âm dương chân đồ đã đứt đoạn. Là vị đầu các viên đáng kính kia không muốn tạo đường cho hắn nữa, hay là bị một thế lực nào đó cắt đứt? Khương Vọng tạm thời không truy cứu, sắc mặt không đổi, chỉ bước một bước. Rầm rầm, kiếm quang như chớp giật, xé trời bỏ đi. Nếu nói Vẫn Tiên Lâm là núi đao biển lửa, vậy thì lúc này hắn dùng chính thân thể của mình để vượt qua. Trong lúc các vị siêu thoát tranh đấu, A Tị Quỷ Quật đại chiến, Vẫn Tiên Lâm được xưng là nơi hung hiểm nhất thiên hạ, còn có thứ gì có thể ngăn cản Khương chân nhân lúc này? Quỷ vụ trùng trùng điệp điệp bị thổi bay đi. Oán linh hung quái đều bị thiêu rụi chỉ trong nháy mắt. Núi không còn hiểm trở, rừng không còn sâu thẳm, vạn dặm đều là bằng phẳng. Bầu trời chớp sáng rồi lại tối sầm, Khương chân nhân đã xuất hiện ở lối vào của Binh Khư. Sở Quốc trấn áp bốn lối vào cố định của Vẫn Tiên Lâm, đây là một trong số đó. Chỉ thấy lối vào này đã bị binh sát cuồn cuộn bao phủ, chỉ còn nhìn thấy một màu đen kịt. Lực lượng của đại quân cuồn cuộn như muốn lật trời, hóa thành một con song đầu trấn mộ thú màu đen. Trên đầu mọc sừng hươu, ngồi chồm chồm trên đất. Hai đôi mắt, một đôi tỏa ra hung quang màu đỏ, một đôi lại tựa như đèn lồng màu xanh lục. Thân thú nhảy lên, ngẩng đầu giống lên một tiếng. Âm thanh trầm thấp uy nghiêm, không ngừng quanh quẩn giữa trời đất. Trong Vẫn Tiên Lâm vốn không phân biệt phương hướng nhưng lúc này, nơi đây chính là hướng nam. Trong lòng Khương Vọng khẽ động, mở ra đôi mắt màu vàng kim, nhìn về bốn phía, quả nhiên nhìn thấy ở hướng tây có một con hổ tọa phi điểu. Con chim này bề ngoài bóng loáng mỹ lệ như đồ sơn mài, thoạt nhìn không giống như được ngưng tụ từ binh sát, mà tựa như được nghệ nhân tỉ mỉ chế tạo. Lại nhìn về hướng đông, binh sát ngưng tụ thành một con thất thải thần lộc trên thân hươu có hoa văn màu đen như mây lành. Móng vuốt như tuyết, dẫm lên mặt đất như phủ thêm xương giá. Lại nhìn về hướng bắc, vô số văn khí ngưng tụ thành một con thực thiết thú dáng vẻ ngây thơ đáng yêu, tựa như vừa tỉnh ngủ, trên vai vác một đoạn trúc xanh tươi. Phía trên đoạn trúc treo một chuỗi thẻ tre, được treo ngay ngắn thành hai hàng, tựa như pháo trúc. Bên trong thẻ tre, tiếng vang lốp bốp không ngừng vang lên, toàn là chữ viết. Bốn lối vào cố định của Vẫn Tiên Lâm đều có động tĩnh lớn, hơn nữa còn liên kết với nhau, hưởng ứng lẫn nhau. Ít nhất là ở bên trong Vẫn Tiên Lâm,
Thư Sơn và Sở Quốc cũng có hành động liên thủ. Bình định vẫn Tiên Lâm là mục tiêu lớn nhất của nhân tộc hiện nay, quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Khương Vọng, sao ngươi lại ở đây? Một giọng nói vang lên. Khương Vọng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy An Quốc Công Ngũ Chiếu Xương đang đứng dưới con song đầu trấn mộ thú kia, bình tĩnh nhìn về phía này. Liền nói, tìm Lục Xương Hà hoàn thành chuyện ước định cũ. Xong việc rồi. Đi đâu? Hoài Quốc Công Phủ. Khương Vọng nói, đến vội vàng, cơm chưa ăn xong, về đó ăn thêm một chén nữa. Ngũ Chiếu Xương nhìn hắn một cái thật sâu, vung tay, đi mau. Lực lượng tuyệt đỉnh phát động binh sát, gào thét trong Vẫn Tiên Lâm, từng mảng rừng rậm âm trầm bị san bằng. Khương Vọng không hỏi chuyện siêu thoát cũng chẳng hỏi bố cục chư phương, chỉ bẻ kiếm, xuyên qua Vẫn Tiên Lâm, rơi xuống Binh Khư. Giết! Có ta vô địch! Tiếng chém giết bỗng vang lên bên tai. Trước mắt là đao quang kiếm ảnh, cơ rách lay động, vạn mã lao nhanh. Khương Vọng nhận ra mình đang ở giữa một chiến trường. Rời khỏi Vẫn Tiên Lâm còn chưa dứt tiếng chém giết, lại đến một chiến trường cổ xưa đổ nát. Binh Khư có rất nhiều hư ảnh chiến trường nhưng hiện tại đã bị người ta tìm hiểu kỹ càng, chỉ cần không chủ động tìm kiếm thử thách, rất khó rơi vào trong đó. Dù sao, sau khi Vẫn Tiên Minh Ước được định ra, Binh Khư đã bị càn quét một lần. Phần lớn hư ảnh chiến trường bên ngoài đều được dựng bia đá cảnh báo. Hơn nữa với tu vi và lực lượng hiện tại của Khương Vọng, rõ ràng đang đi ra ngoài một cách bình thường, lại đột nhiên rơi vào trong này, chẳng khác nào tự nhiên vấp ngã trên đất bằng. Trong trạng thái hiện tại hắn rất khó có cảm xúc nhưng điều này không ảnh hưởng đến phản ứng của hắn. Vừa vặn trong trạng thái gần với thiên đạo này là thời khắc hắn mạnh nhất từ trước đến nay. Vì vậy hắn chỉ liếc mắt một cái đã phá tan hư ảnh chiến trường. Như tấm rèm được vén lên, một người cao lớn, mặt mày như lửa bước vào. Giọng nói hùng hồn quen thuộc vang lên, không cần căng thẳng, mượn nơi này trò chuyện với ngươi đôi chút. Lúc tham gia khảo hạch ở Nam Hạ, Khương Vọng từng nghe thấy giọng nói này, giọng nói của Chiêu Vương. Hắn thật sự không hề căng thẳng, bởi vì hắn đang dần đánh mất cảm xúc, hay nói đúng hơn là cảm xúc của hắn có xu hướng tiến về thiên đạo. Nhưng đáng lẽ hắn phải căng thẳng, vì vậy kiếm đã rời khỏi vỏ. Kiếm tuy chưa ngâm nhưng đất trời đã bi ai thay nó. Thiên địa như không tồn tại, vạn vật đều biến mất. Chỉ còn lại một luồng gió màu xương trắng, trở thành màu sắc duy nhất trên chiến trường này. Nơi nó đi qua, chỉ còn lại lá khô, vạn vật đều như lá khô. Trong trạng thái hiện tại, sát lực của Bất Chu Phong đã đạt đến cảnh giới chưa từng có, thật sự có thể hủy diệt vạn vật, khiến chúng vĩnh viễn tàn lụi. Khương Vọng vẫn chưa hiểu rõ trạng thái của bản thân nhưng hắn có thể nắm giữ sức mạnh của mình. Nhưng trời đất bỗng hợp lại, tựa như một cánh cửa đóng rồi lại mở ra. Khương Vọng nhìn thấy luồng gió màu xương trắng bị kẹp giữa hai ngón tay không rõ hình dạng, trắng nõn như ngọc. Lưỡi kiếm của Trường Tương Tư cũng bị giam cầm trong đó. Sát ý này thật khiến người ta hoài niệm. Chiêu Vương không rõ mặt mũi, cảm khái, bao nhiêu năm trôi qua, không ngờ lại gặp được thiên nhân. Thiên nhân. Khương Vọng cầm kiếm bất động, hơi nhướng mày tỏ vẻ nghi hoặc. Chiêu Vương nhún vai, ở thế giới vô căn có một vị, chắc ngươi đã từng nghe đến danh hiệu của hắn, dĩ nhiên chúng ta không tiện nhắc đến. Hắn cũng trong trạng thái giống ngươi nhưng lại nắm giữ bản thân tốt hơn ngươi rất nhiều, cho nên mới có được lực lượng siêu thoát. Trong lòng Khương Vọng vốn tĩnh lặng như nước, bỗng dâng lên một loại cảm xúc, gọi là kinh hãi. Đương nhiên hắn biết Chiêu Vương đang nói đến ai. Nghiệt Hải Tam Hung, vô tội thiên nhân. Các bạn vừa nghe xong tập 305 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.top. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.